Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 36. Này nghĩ lại tưởng Bách Xuyên vẫn chưa hết bồi hồi, năm đó đúng là một đảm dưa non rủ nhau đi đất xanh. Nhà giao không giỏi chơi giao, nhà trò không giỏi dùng mũi. Bí mật thông báo cho mọi người trong thôn mà chỉ có chưa tới 20 người chịu đi đợt huấn luyện lâm thời ấy đều dựa cả vào những thứ trong ký ức của các cụ già lớn tuổi và vài cuốn sổ ghi chép chưa bị thiêu lúc cái cách văn hóa ông ta nói tiếp cha què là người gia nhập sớm nếu không có tin tức hoặc không thể cứu được thì thôi nhưng nay có manh mối nếu làm lơ thì người khác trông vào cũng thấy lạnh lòng mà đây không phải quyết định của một mình chủ chú cũng hỏi ý kiến của bọn hình thâm rồi đây không phải vấn đề có cứu cha quẻ không mà là có cứu đồng bạn không vì ai cũng là đồng bạn của nhau, cũng đều có thể gặp phải tình huống tương tự. Nếu bây giờ không cứu cha quẻ thì có khác nào tự từ chối cứu bản thân mình trong tương lai? Nhếp cửu la hỏi, vậy cháu, phải đi đâu, răng cử hay huyện Thạch Hà? Cháu đến Thạch Hà đi, địa điểm cụ thể chủ sẽ liên lạc lại với cháu sau. Nhếp cứu la đồng ý, khi chuẩn bị cúp máy, cô bồng hỏi chú Tường. Tường Bách Xuyên, Hoa. Năm đó mẹ cháu xảy ra chuyện ở đất xanh, chủ có thấy tận mắt không? Tường Bách Xuyên sừng sốt, sao cháu lại hỏi chuyện này? Sau đó ông ta trả lời, thấy chứ, mẹ cháu bị củ đất kéo đi, máu chảy dài một đoạn đường. Bọn chú chạy không lại bọn củ đất nên không đuối kịp, sau này chỉ tìm về được một chiếc giày. Bố cháu suýt nổi điên, nếu không có mấy người khác giữ lại có khi đã chạy thẳng vào khe suối đen trắng rồi. Sao cháu lại hỏi chuyện này thế? Nhấp cửu la nói, không có gì, cháu hỏi bừa thôi. Tước trà tự bắt xe về biệt thự. Vốn dĩ cô ta về cùng bọn đâu to nhưng khi xe vào thành phố, tưởng Bách Xuyên lại gọi tới bảo tầng hầm quà nhỏ, không còn thích hợp cho Tôn Chu ở nữa nên muốn đổi nơi khác cho anh ta. Mà hiển nhiên nơi đó không tiện để cô ta biết nên họ đã dừng xe, thả cô ta ở ven đường. Tước trà rất khó chịu, cô ta cũng chẳng thêm tham dự mấy chuyện này nhưng cái cảm giác lúc cần là báu vật, lúc không cần chỉ là có giác này quả ức chế. Đến gần biệt thự, trong lúc vô tình ngừng đầu tước trà trông thấy trên sân thượng có một người đang đứng. Hình thâm, lúc cô ta đi, anh đào đã chở hình thâm đi rồi nên tước trà cư ngô sẽ không còn gặp lại nữa. Tâm trạng ủy hoài của tước trà lập tức bùng cháy lên. Cô ta ngửa đầu gọi hình thâm, anh đứng lùi vào trong đi. Cẩn thận ngã giấy. Hình thâm cúi đầu nhìn xuống bên dưới, còn hơi nhắc kính dâm lên để tránh màu sắc của mắt kinh làm rồi tầm nhìn. Anh ta nhìn thấy bóng sáng dịu nhẹ với những đường cong thướt tha đứng bên dưới. Từ trong giọng nói, anh ta nhận ra đó là tước trà. Bóng sáng của cô ta chỉ có một màu lông xẻ nhạt nên rất dễ khiến người ta nhớ tới câu nói hoàng hôn khi trời màu lông xẻ. Lần đầu tiên thấy câu nói này, anh ta chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì, tra trong từ điển cũng không ra nên chỉ đoàn là màu lông sẽ chính là màu hoàng hôn dịu nhẹ. Hoàng hôn có màu lông sẽ là một sự ấm áp và lặng yên nhẹ nhàng. Ala à thì khác, cô có màu của ánh trăng, nhiều người tưởng rằng màu ánh trăng là màu trắng nhưng thực chất nó là một màu xanh lam rất nhạt màu lam mờ ảo xa xôi của ánh trăng lạnh lẽo chỉnh là mảnh trăng lạnh treo ở một nơi cách anh ta thật xa. A à la sau lưng có tiếng bước chân vội vã, tước trà đã chạy lên tới nơi. Hình thâm, anh, anh lùi lại phía sau hai bước đi, đằng trước không có lan can đâu. Anh, anh, đứng bước tiếp nữa, anh đau đâu, anh ấy không đi cùng anh à? Hình thâm bật cười, động tác tay chân của bóng sáng màu lông sẽ vừa vụng về vừa căng thẳng, chắc cô ta cuống lắm rồi anh ta bảo tôi không sao tước trà vẫn còn sợ anh vẫn nên đi xuống thì hơn trên này không có lan can gió lại đang nói gió đã thổi tới tước trà ngồi xổm xuống theo phản xạ như sợ đừng thẳng người sẽ bị gió thổi bay hình thâm ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách trong bếp tước trà đang vội vàng chuẩn bị đồ uống cho anh ta hình thâm ở đây có trà ô long hoa đào hồng trà hoa nhài tôi cũng có thể pha nước chanh nước lê hoặc cà phê. Anh muốn uống gì? Hình Thâm đáp: cho tôi một cốc cà phê đi. Tước chả vui vẻ đi pha cà phê. Có một thoáng, cô ta trột giả, mình vui vẻ thế này có vẻ không phải với tường bách xuyên nhỉ? Nhưng rồi cô ta lại nghĩ mình có làm gì đâu, mình cũng đâu định có gì với Hình Thâm. Tâm trạng hiện giờ chắc cũng như mấy cô bé yêu thích idol thôi. Nhưng đến độ tuổi của mình thì không còn mơ mộng như đám trẻ nữa có thể gặp mặt, nói chuyện là mình đã thỏa mãn rồi. Chỉ một lát, tước chả đã bưng chiếc khay có chứa hai cốc cà phê, chén sữa và đĩa đựng đường miếng ra. Sau khi ngồi xuống ghế, cô ta thêm sữa và đường vào cho hình thâm, cà phê tôi mua hơi đắng, cho thêm chút đường và sữa sẽ ngon hơn. Hình thâm đáp, không cần đâu, tôi thích uống cà phê đen, càng đăng căng tốt nhưng lời nói thì chậm mà động tác của tước trả lại nhanh nên đường và sữa đều đã được cho vào tước trà lập tức trên cốc của mình sang tôi cũng đoán là anh thích uống đằng nên cốc này của anh không cho thêm gì cả lần đầu tiên nói dối trước mặt người khác tước trà hơi xấu hổ nhưng cũng thấm cảm thấy may mắn vì hình thâm không nhìn thấy hình thâm bật cười cảm ơn nụ cười ấy khiến tước trà hoảng hốt cô ta ngơ ngân nhìn chằm chằm hình thâm đẹp ghê. Gương mặt nhà nhận lịch sử, nho nhà đẹp trai như vậy kết hợp thêm với nụ cười thì quả thật đã khiến người ta như tầm trong gió xuân. Người nhẹ là có thể thấy được mùi hương mát lành của mầm non đầu xuân được ánh mặt trời bao phủ. 17 tuổi cô ta yêu tưởng Bách Xuyên lớn hơn mình 21 tuổi. Đàn ông không hiện rõ tuổi tác trên gương mặt nên 38 tuổi. Tưởng Bách Xuyên vẫn cứ đẹp trai, chỉn chân, nhiều tiên như mời ngoài 30. Tước trà mê đầm ông ta, chẳng ngó ngàng gì tới những thanh niên trẻ trung xung quanh mình. Mãi tới hôm nay là 15 năm sau, lần đầu tiên trong đời cô ta phát hiện tuổi trẻ thật là tốt. Cúi đầu uống một ngụm cà phê, dù đã thêm đường và sữa nhưng uống vào tước trà lại thấy đắng ngắt, chẳng rõ là dư vị của cà phê hay vốn dĩ tâm trạng đã đắng. Tước trà tìm chuyện, anh bận gì thế? Vừa về à? Không hỏi thì thôi vừa hỏi cô ta đã nhận thấy ngay tâm trạng của hình thâm đang lắng xuống tước chả biết mình lỡ lời tôi tôi không nên hỏi linh tình tôi không nên nói mấy chuyện đấy cô ta cười ngượng lúng túng giơ tay vuốt tóc rồi lại cảm thấy cái tâm trạng bối rối thời thiếu nữ này thật đáng ghét mình bị làm sao vậy có phải nói chuyện trên sân khấu đối mặt với hàng trăm hàng nghìn đôi mắt soi mói đâu hình thâm cũng chẳng nhìn thấy mình lo cái gì chứ tước trà véo mạnh vào đùi để nhắc nhở mình phải bình tĩnh hơn. Hình thâm nắm chặt cốc cà phê, cây nóng của cà phê thẩm thấu vào lòng bàn tay qua thành cốc. Anh ta đáp, không có gì, tôi đi thăm bạn gái, cũ, bạn gái cũ à. Suy nghĩ đầu tiên của tức trà là cô gái này được đấy, chịu yêu đương với hình thâm anh ta không nhìn được thôi thì những mặt khác có ốn người ta cũng sẽ do dự. Bởi vì mất thế nên tước trà đã thốt lên, vậy sao lại chia tay, tiếc thể. Hay lắm, lại lỡ lời rồi, mấy vấn đề riêng tư này không phải thứ cô ta có thể hỏi. Tước trà lại lắp bắp lần nữa, anh, anh coi như tôi chưa hỏi gì đi, con người tôi hay vậy lắm, đúng là. Cô ta còn cười chữa ngượng. Hình thâm nói, bởi vì có một lần tôi quyết tâm đi làm một việc mà cô ấy kiên quyết phản đối. Tước trà rất muốn hỏi là chuyện gì nhưng không dám mở lời mà chỉ cúi đầu vừa nhấp một hớp lại một hớp cà phê vừa rông tai, hy vọng hình thâm kế tiếp. Cô ấy rất tức giận, từ khi quen biết cô ấy tới giờ, tôi chưa thấy cô ấy giận đến vậy bao giờ. Cô ấy thích nặn tưởng, lúc mới học cũng bảo sẽ nặn một cái cho tôi. Cô ấy nặn rất giống, cũng sắp xong rồi nhưng vì để thể hiện mình tức giận đến nhường nào, cô ấy đã đập luôn nó đi anh ta dừng lại như đang chờ về ngày bức tượng bị đập, khi nặn nó, nhấp cửu la bảo vệ ghê lắm, không cho xem, không cho sờ, hễ lại gần là cô lại giận, cử như thể anh ta thở mạnh một tí cũng có thể làm đổ bức tượng. Thế nhưng khi đập nó, cô cũng rất kiên quyết. Chú tưởng nói rất phải, cần cái gì cô sẽ tự đi lấy nhưng thứ không cần thì có cho cũng chẳng lấy. Anh ta nói tiếp, cô ấy bảo, hình thâm, nếu anh nhất định phải làm vậy thì cũng được nhưng hai ta cũng sẽ dừng lại ở đây, không còn hy vọng gì nữa. Tước trà rè rặt đưa ý kiến, nghiêm trọng vậy cơ à. Rồi cô ta nói tiếp, thật ra có rất nhiều hiểu lầm phát sinh vì không chịu nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hai người có thể ngồi xuống nói chuyện, thông cảm, cho nhau. Hình thâm mỉm cười, không thông cảm được. Tước trà nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được chuyện gì mà không thông cảm được chỉ cần không phải chuyện trái pháp luật, vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức thì tôi cảm thấy muốn làm cứ việc làm. Tuổi trẻ luôn dễ dàng tranh cãi vì mấy chuyện còn con nhưng vài năm sau nhìn lại mới thấy chẳng đáng. Chuyện mà hồi đó anh kiên quyết muốn làm là chuyện gì? Hình thâm nói, tôi làm mù mắt mình. Tước trà suýt nhảy dựng lên, cả cốc cà phê đổ hết vào người, ha. Hình thâm im lặng trong bóng sáng màu lông sẽ dịu dàng trước mặt có một vết bẩn màu nâu sẫm đang lan ra. Anh ta đặt cốc cà phê xuống, quần áo cô bị bẩn rồi. Trước khi rơi khói an tháp, nhấp cửu la tới tim chiêm kính. Mấy nay cô nghe được thêm tin tức mới, lúc trẻ chiêm kính từng là một thầy giáo dạy văn, khoảng năm 1999 ông ta bị đuổi việc vì tác phong sinh hoạt. Mà cái tác phong sinh hoạt ấy là ông ta chen chân vào cuộc hôn nhân của một đôi vợ trống trẻ tuổi. Người chồng báo cáo với nhà trường, chửi ông ta là không xứng làm thấy thiên hạ. Nhà trường sợ to chuyện nên đã cho ông ta nghỉ. Nhấp cửu la tỉnh nhấm, năm 1999, cô bốn tuổi, bố mẹ cô đúng là vợ trống trẻ và một năm sau mẹ cô gặp nạn, một năm sau nữa bố cô nhảy lầu. Cửa hàng mát xa chân nơi chim kính làm việc không lớn một mình ông ta đâm nhiệm nhiều chức vụ như dọn dẹp, pha nước ngâm chân và chuẩn bị cơm cho thở. Hơn 8 giờ, chiêm kính tan ca, đấm nhẹ phần eo đau nhức, ông ta bước ra khói cửa. Trên biển hiệu của hàng là một đôi chân ngọc ngà còn dính nước và dòng chữ thái độ phục vụ hàng đầu, kỹ thuật mát xa đỉnh cao. Nhấp cửu la đi tới, nói chuyện đi. Nơi hai người nói chuyện là một quán ba đèn đuốc mở ảo. Chưa từng tới những nơi như thế này, chiêm kính rất mất tự nhiên, dáng ngồi cùng nghiêng về một bên như có thể chạy bất cứ lúc nào. Ông ta lúng túng xin lỗi nhiếp cửu la, tịch tịch à, lúc trước tôi nói linh tỉnh, cháu. Đừng để bụng nhé, hôm đó bất chợt gặp được sợi dây truyền phỉ thúy, những chuyện năm xưa ập tới như thủy triều làm bức tường yếu ớt mà ông ta cẩn thận xây dựng nửa đời vỡ vụn nên đã nói rất nhiều chuyện nhảm nhí. Sau này bình tĩnh lại trình ông ta cũng thấy nực cười, Bùi Kha mất được 20 năm rồi. 20 năm, người đã cũ mà chuyện cũng chẳng còn mới. Nếu nước canh đã nguội có gì phải hâm nóng lại, dầu di nóng hay lạnh cũng chỉ mình ông ta biết. Vậy nên đâu cần mang chuyện năm xưa ra làm con trẻ bối rối. Nhấp cửu la nói, cũng đã nói rồi, nên nói nốt đi. Chuyện của ông và mẹ tôi năm đó là thế nào? Chiêm kính thấp thỏm ngẩn đầu nhìn cô. Nhấp cửu la cười, ông yên tâm tôi lớn rồi cũng từng yêu đương và trải qua những chuyện khiến người ta muốn sụp đổ nên giới hạn chấp nhận rất cao bố mẹ tôi không phải thánh chỉ là người bình thường thôi nếu tình cảm của họ tốt thì là trường hợp hiếm thấy còn không tốt cũng chỉ như bao người ông cứ việc nói đi chiêm kính sững sờ nhìn cô một lúc lâu mắt cô khá giống bùi kha nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống người ta thường nói tính cách quyết định số phận con người nếu tiêu kha có tính cách như tịch tịch có lẽ cuộc đời cô ấy cũng sẽ không như vậy ông ta ngập ngừng mãi mới nói cháu có biết trước đó bố mẹ cháu từng mất một đứa bé không nhấp cửu la gật đầu biết chết từ trong thai bố mẹ tôi rất đau lòng nên sau khi sinh tôi ra họ đều giới thiệu tôi là đứa thứ hai với mọi người chiêm kính không dám nhìn cô củi đấu xuống thật thấp và cả giọng nói cũng thấp như không thể nghe được đứa bé đầu tiên ấy thật ra là của tôi bên tai nhiếp cửu la như có một con ruồi vo ve cô còn giơ hẳn tay lên đuổi nhưng chẳng đuổi được gì nghĩ tới một việc chiêm kính lại vội vàng ngẩng đầu lên giải thích nhưng cháu đừng hiểu nhầm mẹ cháu không ngoại tình mà bố cháu cũng biết chuyện ấy tôi tôi và tiểu kha chia tay vì một vài hiểu lầm sau đó tôi bỏ đi nơi khác còn cô ấy cô ấy thì phát hiện mình có thai nhưng cô ấy cứng đâu không, không chịu tin tôi. Bố cháu vẫn luôn thích cô ấy nên đã bảo với cô ấy là bằng lòng chăm sóc cô ấy và sẽ coi đứa bé đó như con ruột của mình. Thời đó những lời đồn thổi vẫn rất có sức ảnh hưởng đối với thành phố nhỏ như này nên Tiếu Kha đã đồng ý với bỏ cháu. Sau này trở về biết chuyện tôi có hẹn Tiểu Kha ra ngoài nói chuyện nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy bảo Tây Hoàng là người tốt, cô ấy quyết định bắt đầu lại với anh ta, chuyện quá khứ cứ để nó ngủ yên. Chiêm Kính rất hối hận nhưng chẳng làm gì được, chỉ dành tìm việc ở lại nơi này, lặng lẽ chú ý Bùi Kha và đứa bé sắp sinh kia. Nhưng tôi không ngờ được lúc 8, 9 tháng đứa bé đó lại mất. Nghe nói là vì tử cung thiếu oxy, Tiểu Kha buồn lắm, tôi cũng rất đau lòng nhưng tôi lại cảm thấy có lẽ đó là chuyện tốt, vì họ còn trẻ, sau này sẽ có con của chính mình. Quả nhiên chưa đầy 2 năm sau, nhấp tịch đã ra đời chiêm kính cũng bước ra khói đoạn tình cảm ấy còn yêu đương với một cô gái mà đồng nghiệp giới thiệu lúc cháu ba tuổi có một hôm tan ca tôi thấy tiểu kha đứng đợi ngoài cửa trạng thái của cô ấy không ổn lắm chắc là đã khóc thấy cô ấy tiểu tụy quá tôi vội vàng dẫn cô vào phòng sau đó tiểu kha nói với tôi cô ấy nghi ngờ nói tới đây ông ta nhìn nhấp cửu la như đang sợ hãi giọng nói cũng nhỏ đi rõ ràng Tổng kết từ nhiều chi tiết và dấu vết, cô ấy nghi ngờ đứa bé kia là bố cháu làm gì đó nên mới. Mất, nhấp cửu la nói, ừ. Cô không biết vì sao mình lại bình tĩnh đến vậy, có lẽ là vì đã chuẩn bị tâm lý đón chờ tình huống sâu nhất từ trước rồi. Dường như là bị sự hờ hững của cô kích thích, chiêm kính xúc động hơn hẳn, bố cháu. Thật ra anh ta rất ghét đứa bé đó, anh ta chỉ giả vờ yêu mến nó để tiểu kha tin tưởng thôi còn sau lưng thì anh ta giờ cho. Loại người đó có đáng sợ không? Tiểu Kha Kha hướng nổi, không có nhiều bạn bè để tâm sự nên dạo đó thường xuyên tới tìm tôi. Tôi, chẳng sợ cháu cười, tôi vẫn luôn có tình cảm với Tiểu Kha nên cũng rất chú ý cô ấy. Sau này bố cháu tìm đến trường tôi dạy, tôi thành người thất nghiệp. Thời đó chuyện tác phong sinh hoạt đủ để sự nghiệp của chiêm kính bị dìm chết. Thể là ông ta mất việc, mất luôn cả bạn gái chuyện này càng khiến bùi kha quyết chỉ rời khói nhiếp tây hoàng bùi kha đề nghị ly hôn nhiếp cửu la bưng ly nước chanh trước mặt lên nhấp một ngụm cho bớt khô môi theo lý thuyết năm đó tôi bốn năm tuổi cũng nhỏ được đôi chút rồi nhưng rõ ràng tôi không hề có ấn tượng với việc họ từng cãi cỏ. chiêm kính cười chua xót năm đó ai cũng sĩ diện có ly thân rồi thì ra cửa vân giả vờ êm thấm họ không cãi nhau trước mặt cháu vì cháu còn nhỏ mà Tóm lại họ cứ kéo như vậy một thời gian. Có ngày Tiểu Kha bảo với tôi là định đi du lịch với bố cháu mấy hôm, còn bảo có lẽ sau lần này sẽ ly hôn thật. Một sự chua xót xông thẳng lên cổ họng dối tiếp là mắt khiến tầm nhìn của chim kính mờ đi, sau đó cô ấy không trở về nữa. Không có thi thể, đến cho cốt cũng không luôn, nghe nói là chôn cất ở nơi khác. Tịch tịch, cháu có thể tin tưởng đó là chuyện ngoài ý muốn không? cho dù đó thật sự là tai nạn ngoài ý muốn thì chỉ cần khí nó xảy ra bố cháu có mặt ở hiện trường là tôi lại cảm thấy chắc chắn nó có liên quan đến anh ta. chương 37 Con đường ngắn nhất là đoạn đường nối trực tiếp hai địa điểm lại, cho nên nhiếp cửu la quyết định đi thẳng từ tháp Tây đến Thạch Hà. Ngày cô đĩ, nhiếp đông dương lái xe đưa cô tới bến xe. Suốt dọc đường nhiếp cửu la cứ ngắm nhìn đường phố, dòng xe cộ vút qua, Người đi đường và những hàng cây ven đường lùi nhanh về sau. Nhiếp Đông Dương bắt chuyện, "Không nỡ đi à?" "Chẳng có gì không nỡ cả, mà ngược lại chuyến đi này còn quét sạch chốt quyến luyến cuối cùng đối với quê hương của cô." Cô mở điện thoại lên, "Bác cả, cháu cho cháu số tài khoản để cháu chuyển khoản tiền tổ chức sinh nhật cho bác." Nhiếp Đông Dương nói, "Ôi dào, mấy đồng bọ này có đáng gì." "Lần sinh nhật sau bác sẽ để cháu chỉ." đây là lời nói thật lòng của ông ta. Việc nhiếp cửu la hỏi về sợi dây chuyền đã khiến nhiếp đông dương ý thức được một việc. Quả thật minh đã cấm rất nhiều thứ của người ta rồi. Nếu mấy thứ còn con cùng moi nốt thì rất khó nhìn mặt nhau. Nhiếp cửu la lại bảo, đảng chứ hả, à, không còn lần sau nữa rồi. Sau này có sẽ không về nữa. Dù là sinh nhật lần thứ 35 kể từ lúc mất cô cũng chẳng về. Lại tới huyện Thạch Hà. Lần trước cô đến là cuối hạ, đầu thu chưa đầy hai tháng, nơi đây đã có dấu hiệu của một mùa đông sắp tới. Nhếp Cửu La không mang đủ quần áo nên đã đặt hàng sẵn từ lúc đi, còn dặn cửa hàng nhớ gửi truyền phát nhanh. Còn hai ngày nữa mới tới mùng tám, đa số thời gian cô đều ở khách sạn đọc sách, chứ chẳng đi hỏi tiến triển của bên tường bách xuyên. Cô chỉ cần làm việc cần làm vào thời gian được chỉ định tại địa điểm đã xác định từ trước là được. Những việc khác cô không muốn hỏi mà cũng chẳng muốn biết. Đêm nay, sau một thời gian dài đọc sách đôi mắt khô khốc, khó chịu, nhấp cửu la dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có vô số những chấm nhỏ trắng mịn bị gió thổi bay giữa ánh đèn ấm áp của căn phòng. Tuyết rơi à? Tỉnh ra lúc này đúng là thời điểm nên có tuyết. nhấp cửu la đi tới bên cửa sổ, mở một cảnh ra. Gió lạnh cuốn những bông tuyết li ti vào phòng nhưng vì bên trong bật điều hòa nên cô chẳng thấy lạnh mà còn lại thấy không khí càng mát mẻ tươi mới hơn. Vì tuyết rơi vào tối, bên ngoài đã không còn mấy người. Ánh đèn của bãi đậu xe ngoài trời hòa thành một mảng màu cam ấm áp với tuyết. Có một anh chàng bước ra từ chiếc xe vừa dừng lại. Tuyết rất nhỏ nên chẳng cần đến ô. Dưới ánh đèn, anh chàng đứng cạnh xe kia nghiêm mặt, kiên nhẫn nhìn những bông tuyết đậu trên vai rồi vươn một món tay nhẹ nhàng phủi từng chút một tựa như đang rảnh rỗi mà xung quanh lại chỉ có tuyết nên đành chơi thử trò chơi tự mình sáng tạo ra. Nhếp cửu la nghĩ bụng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đó là viêm thác. Rồi cô lại nghĩ, con ngô này thực chất cũng không hẹp. Huyện Thạch Hà chỉ có một khách sạn cao cấp này thôi. Lần trước anh ta mở phòng ở đây, lần này tất nhiên cũng vẫn chọn nơi này mà cô cũng tương tự. Phủi sạch tuyết trên vai, viêm thác ngừng đầu nhìn cửa khách sạn trong mưa tuyết lá tả. Nhếp cửu la vẫn đứng im ở đó, cô cảm thấy nếu mình tự dưng tránh đi mới dễ khiến người ta chú ý. Vì bãi đậu xe chỉ có một mình anh, còn khách sạn có tới hơn trăm chiếc cửa sổ. Chưa chắc anh đã nhìn thấy cô mà có thấy cũng chỉ tưởng là một người khách nào đó mở cửa ngắm tuyết thôi. Ánh mắt viêm thác lướt qua phía bên này. Có một thoáng, chẳng hiểu sao nhiếp cửu la lại cảm thấy viêm thác trông thấy cô rồi. Bông tuyết bên ngoài cửa số thưa dần, xem ra trận tuyết này không lớn. Nhiếp cửu la đóng cửa số lại. Trước khi đi ngủ vẫn là lúc viết ba việc đã xảy ra trong ngày nhưng ngày hôm nay quá nhạt nhẽo. Nghĩ mãi, cô cũng chỉ viết được mỗi câu viêm thác lại tới nhưng anh ta không nhìn thấy mình. Sau một hồi trầm ngâm, cô thêm dấu chấm hỏi ở cuối cùng. Viết xong, cô gấp lại thành sao? ngôi sao được gấp nhẹ bằng. Nhếp cửu la tung môi sao ấy lên cao, đợi nó rơi xuống thấp thì đỡ lấy. Ngay khi cô định ném nó vào trong chiếc vali luôn mở ở gần đó, chiếc điện thoại bàn đặt ở đầu giường bông reo vang. Nhếp cửu la nằm nghiêng xuống giường, giơ tay với lấy ống nghe, alo. Đầu dây bên kia là giọng nói của viêm thác, cô nhiếp, có rảnh gặp mặt tâm sự không? Nhếp cửu la khựng lại, nhíu mày từ từ ngồi dậy, viêm thác anh không biết thanh toán xong xuôi có nghĩa là gì à? Viêm thác, biết chứ, nó có nghĩa từ hôm đó trở đi chúng ta chỉ là người xa lạ. Nhưng quan hệ thành số không cũng có nghĩa là có võ văn khả năng bắt đầu lại, từ đầu chỉ cần có chung lợi ích thì vẫn tâm sự được mà. Nhấp cửu la, tôi chẳng quen biết, chẳng có lợi ích chung và cũng chẳng mong anh gọi điện thoại cho tôi. Cô định gác máy, viêm thác lại nói, tôi thấy răng chó rồi. Nhấp cửu la giật mình, Viêm thác tiếp tục, anh ta còn chưa tỉnh nhưng cũng hòm hòm. Tôi có hỏi thăm, chắc một, hai tháng nữa là anh ta có thể chạy nhây leo trèo rồi. Cô nhiếp, cô không mong đợi điện thoại của tôi thì tôi không quay giấy nữa. Nhưng lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô gọi điện lại hoặc đến phòng trò chuyện. Tôi ở phòng 406. Không ngờ anh ta lại mang răng chó ra nói. Xem ra anh ta cũng biết răng chó là móc nổi duy nhất có thể khiến hai người tiếp tục nói chuyện hiện giờ cơn lốc giữa hai bên đã dần thành hình, chị Hoa, cha quẻ đều là vật hy sinh. Sở dĩ cô còn có thể sống yên ổn qua ngày là vì răng chó còn chưa tình. Phòng 406 Người làm việc lớn không để bụng mấy thứ còn con, hay cứ đi nói chuyện với anh ta nhỉ? Nhếp cửu la đã sốc chằn lên rồi nhưng lại đắp xuống. Có lẽ anh ta dám chắc là cô sẽ đến, nên mở cửa sẵn đợi cô. Vậy thì cô chẳng đi nữa, cho anh ta chờ, chờ cả đêm, chờ không ngủ. Anh ta gọi cho cô trước, chứng tỏ anh ta sốt ruột hơn cô nhiều nên việc gì cô phải vội nhấp cửu la tắt đèn đi ngủ. Hôm sau nhấp cửu la dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân dối xuống ăn sáng. Người ta thường bảo tuyết lớn trời trong thế nhưng trận tuyết đêm qua không lớn mà hôm nay lại có một ngày tương đối đẹp trời. Nhấp cửu la lấy cơm, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắn lên mép bàn những đông sáng trói trang. Viêm thắc bưng đồ ăn tới, ngồi xuống ghế đối diện với cô. Nhếp cửu la khè ngước mắt lên nhìn anh. Viêm thắc biệt giữa trốn đông người, cô sẽ kiềm chế và khách sáo hơn nên chẳng hề lo lắng gì cả. Anh còn nhiệt tình đề cử món ngon cho cô, bánh bao đậu nhà này rất ngon, nhân đậu rất mịn. nhiếp cửu la thẳng thừng, tôi không dành nói chuyện nhâm nhi, làm phiền anh nói vào chủ đề trình viêm thác cũng chẳng có lòng dạ nói chuyện ngoài chẳng qua định nói mấy câu khách sáo để làm nóng bầu không khí nào ngờ đến việc đó cô cùng ngại phiền cô nhiếp đồng bọn của cô mất tích mà có vẻ cô thở ơi nhỉ đồng bọn hử a anh ta đang nói tới cha quẻ nhiếp cửu la đáp những người đó không phải đồng bọn của tôi tôi không có đồng bọn viêm thác ngẩng đầu nhìn cô lúc nào cô cũng bảo mình là người bình thường, không quan tâm cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện này nhưng lần nào xảy ra chuyện cũng có thể thấy mặt cô. Cô nhiếp, rốt cuộc cô là ai trong chuyện này? Nhiếp cửu la đá ngược vẫn để lại cho anh, anh thì sao? Anh là ai? Cha quẻ bị bắt cóc chắc anh cũng góp không ít sức nhỉ. Im lặng một hồi, viêm thắc nói, cô tin hay không cũng được nhưng tôi chỉ là vai phụ thôi. Việc cha quẻ bị bắt, tôi không hay biết gì cả bắt về cũng không đến phiên tôi tra khảo nhốt lại tôi cũng chẳng được gặp tôi là thành phần như vậy nhiếp cửu la nhớn mày nghe có vẻ bức bối ghê nhỉ nhưng địa vị thấp mà dã tâm không nhỏ đâu hình như còn đang âm thầm trù tình gì đấy mà viêm thác nhận luôn đúng thế đó là việc riêng tư của tôi tôi với cô không thân thiết gì nên tôi chẳng nói về nó còn cô thì sao hình như là nợ người răng cử không ít tiến nhỉ Nhấp cửu la giật mình rồi sau cũng nhớ ra tối hôm giao viêm thác cho tường bách xuyên nửa đoạn đường sau viêm thác đã tỉnh lại nên có lẽ cuộc đối thoại của cô với tường bách xuyên cũng bị anh nghe được đôi chút cô cũng chẳng giấu giếm bọn họ thiếu người mà vừa hay tôi là một người có tài lại đang nợ tiến bọn họ nên nếu bọn họ có nhu cầu tôi sẽ tới giúp một tay bản lĩnh của nhấp cửu la viêm thác đã được chứng kiến nên cô bảo mình là người có tài chẳng phải lời nói khoa trương cũng có nghĩa là làm việc trừ nợ. Đúng vậy, trừ dần rồi sẽ thanh toán hết. Thanh toán hết, cô rất thích dùng từ này. Nó tựa như mối quan hệ là một món đồ, vung tay cái là vứt bỏ được luôn. Lần đầu tiên viêm thác cảm thấy cô ngây thơ, cô nhiếp, nợ tiền thì nên trả bằng tiến. Cô làm những việc này để trả nợ rất dễ bị kèo vào cuộc cũng tựa như lần này ấy. Nếu tôi không nói dối thì cô phiên to rồi. nhiếp cửu la đáp, đây là chuyện riêng của tôi, không tiện giải thích với người xa lạ." Viêm Thác cảm thấy cuộc đối đáp vừa rồi là ăng-ten thăm dò của hai người và cả hai đều bị đối phương chặn ở bên ngoài. "Nhưng quan hệ của người xa lạ chẳng phải luôn kín kẽ thế ư? Việc riêng tư, không thân thiết. Vậy thì nói chuyện chung đi." Lần đó thực tế là bọn răng chó đã định điều tra cô rồi nhưng may mắn cho cô là bọn họ bỏ cô ra ngoài. Lần này nếu gặp phải bọn họ tôi hy vọng cô cố gắng che mặt lại. Nếu cô bị phát hiện, tôi cũng sẽ phiến lây. nhấp cửu la đáp, cái này anh yên tâm, tôi có nghề chính, giúp đỡ người ta là nghé phụ thôi. Khi làm nghề phụ, hầu như tôi không để lộ mặt. Lần trước để lộ thân phận trước mặt anh chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Vậy thì tốt, viêm thác cảm thấy yên tâm hơn chút chút, thỉnh thoảng tôi có thể trông thấy răng chó trong lúc có người đi cùng. Nếu cô có cách lén lút nào để anh ta ngủ tiếp, tôi có thể làm thay. Chuyện này tôi giúp cô cũng chính là giúp chính tôi." Trầm ngâm một lát, nhấp cửu la trả lời, "Để anh ta phơi nắng là được." Bà chị này không biết cái gì gọi là lén lút à? Rằng chó có phải khoai lang đâu mà bê ra phơi nắng. Hơ vết thương chí mạng của anh ta bằng lửa trời sinh cũng được. Lửa trời sinh là thuốc của người bị cù đất cần nhưng lại là chất độc đối với cù đất. Viêm Thác buộc phải cảnh tỉnh cô, cô nhiếp phải lén lút. Tôi nói là chỉ thỉnh thoảng tôi mới thấy được anh ta và phải có người đi cùng nữa. Tôi chỉ có thể làm mây hành động nhỏ và nhanh gọn thôi. Nhiếp Cửu La nhìn anh như đang cân nhắc xem anh có đáng tin không, vậy tôi phải nghĩ đã. Nghĩ ra tôi sẽ bảo anh sau. Viêm Thác lại thấy nhẹ nhõm hơn, vậy nghĩa là có cách, chẳng qua tỉnh cô cẩn thận nên định quan sát anh một thời gian biết rõ nóng vội chẳng thể thành công, viêm thác cũng không giúp cô à? cô nhiếp, chúng ta có thể kết bạn trong áp đọc xong là cháy để tiện liên lạc. nhiếp cửu la hỏi, anh có tài khoản à? lần trước trông thấy trên điện thoại cô, thấy có ích nên đã đăng ký một cái. nhiếp cửu la trầm ngâm, tuy cô và viêm thác còn chưa đến mức cùng hội cùng thuyền nhưng quả thật có vài chuyện hợp tác không tiện để người khác biết, kết bạn cũng được hai người lấy điện thoại ra, quét mã kết bạn giữa ánh mặt trời trói lọi. Tuy là người sử dụng nhưng nhiếp cửu la luôn cảm thấy cải áp đọc xong là trái này là nơi chuyên dành cho đảm nhân tình vụng trộm và người thuộc lĩnh vực ngâm. Cô còn tưởng ngoài bên kia cô sẽ không kết bạn thêm ai nữa cơ. Sau khi thanh toán hết, quả thật quan hệ giữa hai người có thể bắt đầu lại từ con số không, mà hưởng phát triển của nó cũng rất khó tưởng tượng. Cất điện thoại đi, nhấp cửu la hỏi vụ chuộc con tin lần này anh được giao trọng trách gì viêm thác đáp không rõ phải đợi bọn họ thông báo chắc cũng sẽ cho tôi một địa chỉ để tới đòn người như lần trước thôi lần trước nhấp cửu la giật mình lần trước anh đi đón răng chó à ừ trước khi vào núi bọn họ đã xác định địa điểm báo là nhờ xảy ra chuyện gì có ai đó đi lạc mà không liên hệ được qua điện thoại thì đến đó đợi nhau ở thôn Hưng Bá Tử à? Viêm thác lắc đầu, thôn lớn thế thì tìm sao được? Bọn họ hẹn ở ngôi miếu Đổ Nát ở phía tây thôn Hưng Bá Tử. Hôm đó khi tôi tìm đến miều, bên trong không có ai nhưng lại có thang xếp, máy ảnh, thùng dụng cụ. Tôi còn mở máy ảnh ra xem, bên trong toàn ảnh tượng đặt. Tôi đoán là có người ở đó làm việc nên lại đi tìm ở ngoài miều. Hôm đó, nhớ rồi, giữa trưa hôm đó. Cô cần đi vệ sinh nên quay về thôn đông tìm nhà vệ sinh công công. Trên đường đi có gặp một chiếc xe địa hình màu trắng. Khi ấy cô còn thắc mắc không rõ chủ xe đi đâu, giờ mới phát hiện lúc ấy viêm thác đang ở trong miếu. Khi cô nghiên cứu con vịt trong xe viêm thác, anh đang lật xem ảnh chụp của cô. Tự dưng thấy trùng hợp lạ thường. Còn ngôi miếu hoang kia nữa, sao bọn họ lại hẹn chỗ đòn người ở đó nhỉ? do đối phương quen thuộc mọi ngóc ngách của thôn hay ngôi miếu ấy có ý nghĩa đặc biệt. Lai lịch của ngôi miếu đó là, hình như chú tiền lái xe từng kể chuyện về một người vợ. Người vợ, nhiếp cứu la bông giật mình, cô vẫn luôn cho rằng câu chuyện người vợ ấy là sự tích dân gian nên nghe xong là xong. Người em gặp được người vợ ở đầm lấy, cô ta mặc bộ đồ lộn xộn, mỗi món một kiểu như thể lột quần áo của người chết ra mặc lên người. Bị lừa trời thiêu đốt, nếu là người bình thường đã chết lâu rồi nhưng cô ta nằm đó một năm vẫn chưa chết. Có ta ăn thịt người em. Đạo sĩ xem quê nói rằng nguồn gốc ở chỗ đầm lây phải đun chảy thép lắp đầm lại. Sau khi lấp xong, quả nhiên không xảy ra chuyện tương tự nữa. Người vợ đó có rất nhiều đặc điểm giống với củ đất, chẳng qua khi đó cải suy nghĩ củ đất là thu giữ không phải người đã ăn sâu vào tư tưởng cô nên nhấp cửu la chẳng hề nghĩ tới phương diện này. Mà vừa rồi viêm thác có nhắc tới chuyện vào núi à? Nhấp cửu la thốt lên, bọn họ vào núi làm gì? Lúc đó khi bọn hình thâm đến đất xanh đã nói với cô là trong núi có hai chiếc liều trống, mọi vật dụng bên trong, bao gồm cả quần áo tắm rửa đều có đủ chỉ thiếu mỗi người. Là liều của bọn răng chó ư, không giống lâm, dù bọn họ lười nhổ lều thì cũng có thể mang quần áo, đồ dùng hàng ngày đi. Hay, chủ nhân của những chiếc lều ấy bị đồng bọn của răng chó bắt đi rồi. Viêm thác trả lời, bọn họ vào núi không dẫn theo tôi, tôi không biết được. Cô thì sao, lần này cô được giao nhiệm vụ gì? Nhấp cửu la đáp, cũng đang đợi thông báo, xem bên răng cửa sắp xếp sao. Viêm thác gật đầu, nói đến đây, lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện sự tẻ ngắt. Không phải anh hết chuyện nói mà anh còn phải nghĩ xem phải nói thế nào." Nhấp Cửu La thì hết chuyện thật, cô hắng giọng, "Anh còn chuyện gì nữa không? Sở dĩ chúng tôi sử dụng đọc xong là cháy là để không lưu lại lịch sử. Tôi cảm thấy những cuộc gặp mặt công khai thế này, có thể bớt thì nên bớt." Viêm Thác hiểu hàm ý của cô, cho dù có gặp mặt thì anh cũng nên cút sớm được bao nhiêu thì cút. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 38. Viêm Thác nói, "Còn chuyện này nữa, có mấy câu ca dao không biết cô Nhiếp đã từng nghe chưa?" Hai câu đầu là "Có dao có chó đến đất xanh, tay quý vung roi sáng lấp lánh." Nhiếp Cửu La khựng lại một thoáng mới cất lời, xem ra cha que đã nói không ít nhỉ. "Không nhiều, chỉ vài câu thôi." Nhiếp Cửu La, "Ca dao thôi mà, trước kia đội trùng khăn tự lập thôn xóm nên tết nhất cũng dựng đài hát kịch với nhau. Có dao có chó đến đất xanh," chó là người nhà chó dao là vũ khí cổ đại toàn dùng vũ khí lạnh mà thứ thường thấy nhất là dao đến đất xanh tất nhiên phải có dao có chó rồi tay quý vung roi ý muốn nói cú đất là thú dữ không chịu ngoan ngoãn bị bắt về nên sau khi bắt được phải đánh bằng roi trang phục trên sân khấu kịch đều rất sặc sỡ thân roi nạm vàng nạm ngọc nên lúc vung roi thì có ánh sáng lấp lánh mà viêm thác còn câu chó dại kia thì sao trỏ dại đi đầu à, thợ săn đi săn luôn mang chó, trỏ đi đầu tất nhiên phải càng điên cuồng càng ác độc càng tốt. Viêm thác thản nhiên hỏi tiếp, cầu giao điên kia thì sao? Câu nói này cha quẻ mới chỉ nói được ba chữ đầu đã bị gâu đen bịt miệng lại. Giao điên ngói trong lều, lều ở đây là lều trung tâm, nơi ở của nguyên soái người có tác dụng lớn nhất. Người có tác dụng lớn nhất trong việc bắt củ đất là người tài giỏi, xuất sắc nhất, mà bình thường người đó là dao. Sở dĩ gọi dao điên là để tương ứng với từ chó giải, hát cho vấn. Viêm thác gật gù, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi nói, cô nói dối. Nhếp cửu la khê mím môi. Thú vị đây, sao anh ta nhận ra nhi? Sao anh bảo tôi nói dối? Trước đó cô luôn thờ ơ hoặc từ chối không trả lời, mà khi nói tới mấy câu ca dao này, thái độ của cô thay đổi hoàn toàn. Tôi hỏi gì cô đáp này, thậm chỉ còn chủ động nói rất nhiều thư và giải thích từng phân nhỏ một cột yếu là để tôi tin tưởng bài ca dao này không có hàm ý gì hết nó rất bình thường nhưng điều này đã chứng minh nó chẳng những không bình thường mà còn rất có thể là liên quan cả với cô người cô không quan tâm người khác đâu nhưng rất quan tâm bản thân mình còn nhấp cửu la nhíu mày có à anh không cảm thấy là mình đa nghi suy nghĩ quá nhiều sao nói dối thì đã sao chỉ cần anh không có bằng chứng Tôi lại không thừa nhận thì mọi thứ đều lấy lời tôi nói làm tiêu chuẩn. Viêm Thác cười, cuối cùng cũng đứng dậy bưng khay đựng thức ăn, lễ phép chim cút như cô mong muốn. Trước khi đi, anh còn bảo, dù sao chúng ta cũng không quen, cô muốn giấu gì đó tôi cũng hiểu được. Nhưng cô Nhiếp ạ, à, nếu vừa hay cô biết một người có biệt danh Giao Điên thì nhớ chuyển lời giúp tôi rằng đồng bọn của răng chó rất quan tâm tới Giao Điên. Nhiếp Cửu La nhìn theo bóng Viêm Thác đi xa, có một câu anh nói rất đúng cô không quá quan tâm người khác nhưng lại rất quan tâm chính mình giống như cô rất ít tò mò về con người sự vật bên ngoài nhưng những việc liên quan tới mình và người xung quanh thì cô vẫn để bụng nếu vừa hay cô biết một người có biệt danh giao điên thì nhớ chuyển lời giúp tôi rằng đồng bọn của răng chó rất quan tâm tới giao điên sau khi về phòng cô liên lạc với tưởng bách xuyên đối phương bảo mống tám tới đầu khi nam ba đón thằng quẻ nhưng tưởng bách xuyên đâu có ngu trong phim bọn cướp gian manh thay đổi địa điểm trao trả con tin liên tục phe mình bày đủ thứ bảy ở địa điểm a nhưng bọn cướp lại gọi tới yêu cầu đổi ngay sang địa điểm b khi phe mình luống cuống chạy tới bọn cướp lại bảo c mới là địa điểm giao dịch cuối cùng thế nên tưởng bách xuyên không để ý nhiều tới đâu khi nam ba tình đến trước mắt ông ta chỉ phải mỗi một đội ba người trong đó bao gồm một người nhà chó đi vào núi tìm hiểu tình hình, đồng thời tìm luôn cả tròi canh của khu vực đầu khỉ Nam Ba. Tròi canh này tìm cho nhiếp cửu la. Nếu ngược dòng về thời cha ông thì cô cùng thế, tưởng Bách Xuyên và hình thâm cũng vậy đều là nhánh của thợ săn núi Ba. Trước giải phóng còn có câu nói Bắc núi Ba, Nam núi Mai. Thợ săn núi Ba cùng nổi tiếng như thợ săn núi Mai, chẳng qua núi Mai ở khu vực tương Tây nên luôn mang theo chút sắc thái thần bí. Trong truyền thuyết thợ săn núi Mai đều là người biết phép thuật, thợ săn cao cấp nhất ở núi Mai là thợ đánh hồ nên chuyện xưa mới hay nói thợ săn núi Mai bậc trung lên núi săn bản, thợ săn núi Mai bậc cao dương cung đánh hồ. Còn thợ săn núi Ba đi theo hướng thực lực đơn thuần, dựa vào cách nghe tiếng động, ngửi mùi hương, phân biệt hưởng và dấu vết. Thời nổi bật nhất, họ được xưng thợ săn núi ba bậc trung lên núi săn bắn, thợ săn núi ba bậc cao xuống đất bắt cù. Sau này câu ấy mất dần vì người không hiểu sẽ cảm thấy câu nói này có vấn đề, cú trong tiếng Hán cổ là chỉ loài chim ác biết bay, tất nhiên nó phải ở trên trời chứ sao có thể xuống đất bắt được, quá là vô lý. Lại thêm con cháu của đội Trùng Khan luôn cố gắng giữ bí mật thành thử ra số người biết thợ săn núi ba thi nhiều chưa biết thợ săn núi ba bậc cao thì gần như không có. Thợ săn núi ba có một thói quen đó là khi săn bắn thích tìm tròi canh. Nói dễ hiểu là trong một khu vực săn, họ sẽ xác định sẵn một nơi tiện ẩn núp mà lại dễ bề ra tay, nơi đó được gọi là tròi canh. Nó sẽ do người thợ săn có tài săn bản giỏi nhất, thành thạo nhất canh giữ và hành động ấy được gọi là ngồi canh. Khi săn thú những người khác sẽ đánh trống, gieo hò hết sức mình để dụ con mỗi tới chỏi canh cho người ngồi canh giải quyết từng con một. Đối phó với cú đất tất nhiên phải để cô mồi canh. Nếu là trước kia cô sẽ không có dị nghị gì cả nhưng lần này lại không quá yên lòng. Nhiếp cửu la nói với tưởng Bách Xuyên, chú tưởng, chú từng gặp tên răng chó kia. dáng vóc, gương mặt anh ta hoàn toàn là của con người, chú không thấy lạ à. Tưởng Bách Xuyên cười, tất nhiên là có dối. Nên chủ mới muốn tìm hiểu xem bọn chúng từ đâu tới theo lý thi cửa tượng vàng của chúng ta đều được khóa kỹ càng. Nhấp cửu la nói, ý cháu không phải vậy. Cháu muốn nói là từ nghìn năm nay những gì chúng ta biết về cú đất vẫn luôn dừng lại ở thời đại tổ tiên, chứ không có thêm phát hiện gì. Năm 91 chủ tới đất xanh cũng dựa vào cuốn sổ ghi chép mà tổ tiên tự tay viết không biết đã truyền lại bao nhiêu đời. Nếu phân chia theo tâm bậc vực, giới, ngành, lớp, bộ, họ chỉ loài của sinh vật học thì cho dù răng trỏ có là củ đất thật cũng không phải loài năm đó nữa chúng nó đã không còn giống xưa vậy thì việc chúng ta mang biện pháp truyền thống đã đối phó chúng nó có mạo hiểm quả không tưởng bách xuyên lạc quan hơn cô nhiều nhấp nhỉ những điều cháu nói không phải chủ chưa từng nghĩ đến nhưng cháu nghĩ kỳ mà xem tuy răng chó giống người nhưng vẫn bị đầu to người ra mùi cũng bị đòn tấn công của cháu đánh mất nên chú cho rằng bọn chúng thay đổi bao nhiêu cũng không thoát khói bản chất. Cho dù chúng nó thay đổi đến nhường nào, nhược điểm vẫn luôn như cũ. Lời này cũng có lý, nhiếp cứu la nói tiếp, còn một vấn đề nữa, tên viêm thắc kia có ra tài hậu hĩnh, tiến có thể làm được rất nhiều việc rất có thể trong quân đối phương có một bộ phận không phải củ đất, cũng không phải ma cọp mà chỉ là người bình thường được thuê tới. Chuyện này chủ đã suy xét chưa? ngộ nhỡ hai bên xung đột, chú ngộ thương hoặc ngộ sát những người đó. Hiển nhiên tường Bách Xuyên đã cân nhắc chuyện này rồi, cho nên chuyến đi này người nhà trò rất quan trọng. Chủ đã bảo hình thâm rồi, nó đang trên đường tới. Nhếp cửu la tiếp tục, vấn đề cuối cùng, chủ có thể đảm bảo cha quẻ bị bắt mà vẫn cứng miệng không khai bất cứ điều gì không? Nếu ông ta khai cả rồi thì chú tỉnh sao? Tưởng Bách Xuyên thở dài, chú rất tin tưởng cha quẻ nhưng chú không thể đảm bảo được. Cùng may ông ấy chỉ biết có vài thứ, không khai được mấy đâu. Những người cần lánh đi chủ đã báo cho hết dối. Hình thâm thì chủ không lo vì có thắng đao với châu châu luôn ở bên nó. Dư dung, chú đã bảo nó đến biệt thự ở, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Còn cháu, tưởng bách xuyên thì thầm, cha quẻ có khai ai cũng không ai đến cháu, vì chỉ có chủ với hình thâm biết sự tồn tại của cháu thôi lúc hoàng hôn, xe của anh Đao đến huyện Thạch Hà. Vừa vào thị trấn, chiếc xe đã hòa vào dòng người đông đúc. Dù biết trên cửa kính đều dán mảng chống nhóm trộm nhưng hình thâm ngồi ở hàng ghế sau vẫn nói, châu châu, kính mắt. Anh Đao nhìn vào gương chiếu hậu, châu châu đang đeo một cặp kính trẻ em màu vàng lên mặt. Trên mặt nó vốn đã đeo một chiếc khẩu trang cỡ nhỏ, nếu không vì bàn tay nâu đen đặt trên gọng kính gầy như chân gà đầu ngón tay hơi lỗi và bóng loáng thì chắc chắn người ta sẽ tưởng nó là trẻ con. Đeo kính mắt xong, nó rụt ngay hai tay về trong ống áo. Anh đào cảm khải, giỏi ghê, y như người vậy. Hình thâm đáp, nuôi trỏ hai, ba năm cũng có thể dạy vài mệnh lệnh đơn giản, huống chi là nó. Phía trước đèn đỏ, anh đào dừng xe đồng thời cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt trên giá, vạn ra uống một hớp nước, có đôi khi trông thấy nó giống người tôi lại thấy sợ. Lần trước anh nói với tôi, cái này gọi là gì nhỉ? Hiệu ứng thạch sung à? Hình thâm bật cười, hiệu ứng thung lũng kỳ lạ. Hiệu ứng thung lũng kỳ lạ do giáo sư Nhật Bản Masairo Mori định nghĩa. Ban đầu nó được dùng để miêu tả phản ứng tình cảm của con người và người máy, sau này được khuếch đại sang các lĩnh vực khác. Nói dễ hiểu là khi con người đối mặt với một vật thể có hình người, họ sẽ có phản ứng tích cực với những vật thể hơi giống con người về hành động, bề ngoài nhưng khi mức độ giống liên tục tăng cao và đạt đến một ngưỡng nhất định, phản ứng của con người sẽ quay ngược lại, thậm chí còn thấy sợ vật thể ấy. Lấy một ví dụ đơn giản như con cùn nuôi ở nhà đứng dậy, ngồi xuống, uống nước theo lệnh của bạn, bạn sẽ thấy nó đáng yêu. Nhưng một tối nọ, bạn phát hiện nó đứng trên bệ bếp, hai chân trước đang mài dao, mải xong rồi còn dơ lên trước mặt và cười mỉm thì e là bạn sẽ sợ đến mức phải tông cửa chạy mất dép. Anh Đào nói, đúng rồi, là hiệu ứng khe, kỳ lạ, thật rợn người. Hình thâm an ủi anh ta, lâu dần sẽ quen thôi. Anh Đào nghĩ bụng, cái này làm sao mà quen được? Mày không nhìn thấy nên không sợ chủ nêu mà thấy. Càng nghĩ càng rợn tóc gáy, anh ta vội truyền chủ đề, anh thâm, mọi người đều đoán chuyến đi này nhiếp nhị cũng tới. Thật ra anh đau lớn tuổi hơn hình thâm, gọi anh là vì bản lĩnh của hình thâm ai cũng rõ. Hình thâm nói, anh quan tâm cô ấy đến hay không làm gì? Anh đau trả lời, tôi tò mò thôi, giao điên nhấp nhị, chó dại hình thâm. Người ta bảo giao điên gặp chó dại ất thành truyền thuyết. Tôi cũng muốn xem hai người hợp tác chứ. Hình thâm đáp khè, đó là ngày xưa dối. Giao điên, cho dại săn bắn dưới đất mới tạo ra cảnh tượng huy hoàng còn nay lấy đâu ra truyền thuyết. Anh Đạo cảm khai, hai ta gặp mặt thường xuyên, dư dung tôi cũng đã gặp, chỉ riêng mình nhiếp nhị là gặp một lần hỏi nó 13, 14 tuổi mà nó còn che mặt nữa. Nhớ tới lại thấy xấu hổ, một người đàn ông cao to vạm vỡ lại thua trong tay nhiếp nhị. Hình thâm biết chuyện này cũng được chứng kiến nó, thật ra không có gì xấu hổ cả, cô ấy thích chơi mẹo chứ luận thực lực thì lúc bấy giờ không thể bằng anh. Anh Đao nói, lúc đó tôi cũng an ủi mình như vậy nhưng về sau nghĩ kỳ lại thì biết dùng mưu mẹo cũng là một loại thực lực. Việc quân cơ không nề hà dối trá, chiến trường là một cuộc thi mưu mẹo đường đường chính chính mà. Có thể thua về tài nghệ thì cũng có thể kém về mưu mẹo. Đúng lúc này, Châu Châu đột nhiên nghiêng người bám vào cửa xe bên phải, cào móng lên cửa và rên rĩ gì đó hình thâm quát lên, ngồi im. Anh đau lơ đễnh, còn định nói tiếp, cho nên không bằng là không bằng, thua là thua. Nhưng châu châu không những không ngồi im mà còn quay lại kéo góc áo của hình thâm về bên phải. Lần này con ngu cũng nhận ra là có vấn đề, trong xe yên lặng đi, hình thâm nhìn sang bên phải, hai chiếc xe bên tay phải không hề chung đường với xe của bọn họ, nếu chỉ xem một cách đơn thuần thì không có vấn đề gì cả, trong xe cũng chỉ có mỗi tài xế. Anh Đào vội hỏi, "Anh Thâm, anh ngửi được gì hả?" Hình Thâm cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không phải vì ngửi thấy mùi gì mà hoàn toàn ngược lại, anh ta chẳng ngửi được gì hết. Đèn xanh, chiếc xe bên phải tiến lên, xe phía sau cũng đã mất kiên nhẫn bấm còi inh ỏi làm anh Đào buộc phải cho xe chạy. Hình Thâm nói nhanh, "Anh Đào, nhìn giúp tôi xem xe và tài xế của hai chiếc bên phải trông thế nào." anh Đào cũng nghiêm túc vừa lái chậm chậm vừa hạ kính xuống để nhìn rõ hơn, chiếc thứ nhất là Tesla, chủ xe là nữ, tấm 30 tuổi, quẹo rồi. Chủ xe phía sau thò đầu ra chửi, mẹ kiếp, mày có đi đi không? Định học bỏ đấy à? Chiếc xe phía sau Tesla cũng đang rẽ, nghe được tiếng chửi bậy của xe bên cạnh, chủ xe còn nghiêng đầu liếc qua xe của anh Đào. Đó là một người đàn ông đứng tuổi anh đào đã tự thấy mình lưng hùm vai gấu mà người này còn bự hơn anh ta hẳn một cỡ. Chiếc Grand Cherokee rộng rãi là thế mà anh ta ngồi còn chật. Bên cạnh đó, có thể điều hòa trong xe để nhiệt độ cao nên giữa trời lạnh anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông đen cộc tay có dòng chữ đánh chết bọn ngủ trước ngực để lộ bắp tay khổng lồ. Chiếc thứ hai là Grand Cherokee, tài xế là nam, tắm 30 tuổi, vạm vỡ hơn tôi, trông mặt có vẻ không dễ chọc, cũng quẹo rồi làn đường của anh đao là làn đi thẳng nên anh ta buộc phải tăng tốc nếu không chỉ sợ cái tên tài xế ngu mốc vẫn còn đang mắng của chiếc xe phía sau sẽ đâm vào đôi mắt. Cả một đoạn đường chỉ có hai chiếc xe đó dễ đi mà xe vừa đi, châu châu đã sốt ruột cào loạn. Hiển nhiên nếu có vấn đề gì thì chỉ có thể là xảy ra ở một trong hai chiếc xe nhỏ. Hình thâm quyết định, đuổi theo. Chẳng kịp bận tâm chuyện vi phạm quy định nữa anh đao bẻ tay lái xông thẳng con đường nọ giữa một rừng phanh xe và tiếng chửi rủa đồng thời hỏi lại lần nữa anh thâm ngửi được cái gì à hình thâm lắc đầu không ngửi được gì nhưng anh ta tin châu châu sẽ không nhấp nhổm một cách vô cô vượt qua chiếc grand cherokee kia trước để xem phản ứng của châu châu nếu không có phản ứng gì thì lại đuổi theo tesla anh đao làm theo khi xe tới gần chiếc grand cherokee Rõ ràng châu châu ngoan hơn nhưng vừa vượt qua nó lại sốt ruột quay đầu về phía sau. Anh Đào đã rõ mục tiêu nên giảm dần tốc độ để lùi xuống bên dưới và bám theo Grand Cherokee. Sau một hành trình xuyên phố băng đường, cuối cùng chiếc Grand Cherokee kia dừng lại ở cửa khách sạn chuẩn 4 sao duy nhất của huyện. chương 39, anh Đào ngừng xe ở một chỗ xa xa nhưng dễ bẻ quan sát, có thể thấy rõ toàn cảnh của chiếc Grand Cherokee anh ta miêu tả cho hình thâm đậu xe ở cửa khách sạn dối nhưng tài xế không xuống xe chắc là đến đòn người nói xong anh ta lại thắc mắc anh thâm đến anh còn không người được thì đó đâu phải củ đất châu châu nhảy lên làm gì lúc này châu châu đã yên lặng rồi có lẽ do cảm nhận được đối phương đang ở trong khoảng cách tương đối gần nhịp thở nó dân người vào cửa kính xe bên phải bờ lưng người yếu mong manh hơi phập phồng theo hình thâm nói tôi không biết nhưng chắc chắn phải có lý do. Anh Đào còn định nói gì đó nhưng lại có chuông điện thoại. Anh ta móc điện thoại của mình ra trước, thấy màn hình đen xì mới phát hiện đó là chuông điện thoại của hình thâm. Anh ta vội vàng nhặt điện thoại từ hốc để đổ bên tay lên, nhìn lướt qua rồi đưa về đằng sau, anh thâm, chú tướng gọi. Hình thâm gật đầu, nghe gì? Anh Đào bấm nghe rồi đưa điện thoại qua, mắt hình thâm có thể giải quyết được nhu cầu cơ bản hàng ngày nhưng dù sao cũng là mù vẫn có rất nhiều điểm bất tiện chiếc điện thoại mà số đông mọi người đều không thể tách rời lại là thứ vướng view đối với anh ta anh ta có thể miễn cưỡng nghe điện thoại nhưng không thể nhìn được nội dung trên màn hình nên phần lớn thời gian đều để điện thoại ở chỗ người đi cùng mình không nghe được nội dung cuộc trò chuyện nhưng thông qua nét mặt của hình thâm anh đao có thể biết được đó có vẻ không phải tin tức tốt Quả nhiên sau khi cúp máy, hình thâm cau mày lại, chú tưởng bảo mất liên lạc với ba người được cử đến đầu khí Nam Ba rồi. Anh Đào bất ngờ, hả? Chuyện, chuyện khi nào? Theo lịch họ sẽ liên hệ vào lúc 8 giờ sáng tối và 2 giờ chiều. Lần liên hệ gần đây nhất là 8 giờ tối qua. Sáng nay mất liên lạc. Chú tưởng nghĩ là không có sóng hoặc thiết bị trục trặc, nhưng qua 2 giờ vẫn không liên lạc được. Trên cơ bản có thể xác nhận là đã xảy ra chuyện anh Đào vẫn cảm thấy khó tin, trong đó có người nhà chó mà. Theo anh ta thấy, mà không chỉ mình anh ta, mọi người đều nghĩ như vậy, có người nhà chó đi cùng là an toàn nhất. Bởi vì khi nguy hiểm ập đến hoặc lại gần họ có thể ngửi ra được mùi từ trước để chuẩn bị phương án xử lý đội ba người tới đấu khi tìm hiểu tin tức nên sẽ rất cẩn thận. Huống chỉ bên trong còn có một người thuộc nhà chó, có thể nói là mang theo hai tầng cảnh giác sao lại đột nhiên mất liên lạc với tất cả được chứ? sắc mặt hình thâm rất tệ, có lẽ người bọn họ gặp không phải cú đất mà là ma cọp. ma cọp, anh đào nghiến răng. ma cọp chẳng khác nào giặc nhà, quá khó đề phòng. cú đất có đáng sợ đến đâu cũng vẫn có mùi trên người nên dễ bị nhận ra. người bị cú đất cần hoặc cào, sau khi chữa trị thất bại cũng sẽ điên dại như thú dữ, nhìn phát là nhận ra. chỉ riêng ma cọp là giống hệt con người rồi lại dễ dàng đâm lén sau lưng khiến mọi người khó lòng cảnh giác nói không ngoa là hơn nghìn năm qua số lượng người thuộc đội trùng khăn hy sinh trong tay ma cọp còn nhiều hơn là củ đất lây một ví dụ không tương đồng khác là quân xâm lược đáng căm hận nhưng bọn bán nước càng đảng chém hơn thế nên cách làm của đội trùng khăn luôn là củ có thể bắt nhưng ma phải giết ý của câu ấy là củ đất còn có thể bắt về sử dụng cho mình nhưng ma cọp thì giết không cần hỏi Tuy nhiên đó là thời xưa thôi, thời nay thứ giết ma cọp xem. Trong mắt người đời là giết người đó. Bên phía chiếc Grand Cherokee kia đã có động tình. Có người đi ra từ sảnh khách sạn, chào hỏi tài xế Grand Cherokee rồi tự mình mở cốp xe, bỏ hành lý vào. Nếu ai không rõ chỉ tưởng là gọi taxi trên mạng, một ngày trước, cửa khách sạn phải đến 80, 100 tình huống tương tự. Nhưng máu trong người anh đau lại xông thẳng lên đầu anh ta nghiến răng ken kết, anh thâm là tên ma cọp viêm thác kia nhận được điện thoại viêm thác vội vàng thu dọn hành lý xuống dưới vừa ra khói sảnh khách sạn anh đã thấy gấu đen ngối trong xe đang vẫy mình viêm thác bước nhanh qua sau khi cất hành lý xong anh ngồi vào ghế lái phủ sao tự dưng lại bảo em chuyển địa điểm thế gấu đen đáp chị lâm nghĩ mãi vẫn thấy không yên tâm để cậu ở lại khách sạn một mình nên bảo tôi đến đón cậu sang chỗ a bằng a bằng là đàn em của gấu đen viêm thác gật gù muốn làm việc cho lâm hỉ nhu rất khó vì à chẳng thiếu người á làm nghề bao nhiêu năm mọi thứ đều đã vận hành có trật tự nên anh có mài mình thành kim cũng không nhét nổi vào tâm sắt không kẽ hở nay thêm vào đó anh còn không được để à nghi ngờ mày không thể ngoan ngoãn làm công tử bột không nỗi lo à? Tại sao tự dưng lại đòi làm việc giúp tao? Sao mày lại nhiệt tình với mọi thứ của tao thế? Có mục đích gì à? Anh chỉ có một mình, một cơ thể, không thể chấp nhận được kết quả thất bại nên mọi thứ đều phải tự nhiên và hợp lý. Anh không thể làm cây kim nhưng có thể làm hơi ẩm và nước đọng chẳng ai chú ý để bám trên mặt sắt, khiến nó bị gì rồi ăn mòn dân vào bên trong. Chỉ khi nào Lâm Hỷ Nhu quen sự tồn tại của anh như quen hít thở, quen nghĩ đến anh khi cần một người góp ý thì anh mới có thể đẩy mạnh quá trình xâm nhập. Anh cố gắng không chủ động với Lâm Hỷ Nhu, tựa như tối hôm đến nông trường à không gọi anh sẽ đợi mãi ở trong xe. Còn trước mặt bọn gấu đen, anh sẽ cố gắng luồn cúi để nhận lại được sự tiến cử có ý hoặc vô tình của bọn họ. Lần trước Lâm Hỷ Nhu dẫn người vào núi, bảo anh ở lại bên ngoài đón người. Còn lần này dù vẫn ở bên ngoài nhưng Lâm Hỷ Nhu đã cho người đến đón anh tới chỗ A bằng tuy A băng chẳng phải người quan trọng nhưng dù sao cũng cách bí mật gân hơn anh. Cho nên đã có tiến triển rồi, anh cần phải cẩn thận hơn nữa. Xe khởi động, viêm thác mở cửa kính ra một khe nhỏ để nhìn mảnh trời xanh bên ngoài. Hôm nay anh kết bạn với nhiếp cửu la, Lâm Hỷ Nhu còn cho người tới đòn. Chồng thì đều là chuyện còn con. Nhưng anh đã mất 7 năm mới đi được tới bước này. Có lẽ gấu đen đang rất vui vì vừa lái xe gã vừa gõ nhịp trên đùi và ngâm nga một bài hát. Viêm thắc hỏi, Lữ Hiện cùng ở chỗ A Bằng à? Theo những gì anh quan sát được, chỗ A Bằng có thể coi là hậu phương. Lữ Hiện thường xuyên qua lại bên đó mà một khi cần nhờ tới Lữ Hiện nghĩa là tiến phương có đánh đầm, có thương vong. Gấu đen gật đầu, vừa hay làm bạn với cậu gà cũng biết đàn em của mình toàn bọn lưu manh trong khi lữ hiện và viêm thác lại có độ tuổi sấp xỉ nhau cuộc sống tương tự và đều học đại học nên họ sẽ có đề tài chung để nói chuyện viêm thác tiếp tục tìm chuyện để nói mai là mồng tám rồi anh định trả tên quẻ kia cho bọn họ thật à gấu đen cười mỉa cậu nói xem viêm thác đáp em nghĩ là không gấu đen vỗ đùi tất nhiên là không rồi bọn cướp trả con tin còn nhận được tiền chuộc Chúng ta lại chẳng đưa ra điều kiện gì mồng tâm đến đón thăng quẻ. Đứa nào biết nghĩ sẽ rõ đó là chuyện không thể nào. Viêm thác hỏi dò anh định đưa ra điều kiện gì? Những lúc cần thiết, miệng gâu đen vẫn rất chặt, cái này phải xem ý chị Lâm. Ái trà, hay lắm. Gã đột nhiên ghẻ lại gần chiếc gương ở sườn xe, khẽ liếm môi dưới. Viêm thác ngạc nhiên, sao vậy? Gấu đen đáp. Cóc vốn dĩ gã định đi thẳng nhưng lúc này đây lại quay đầu rẽ sang đường khác. Gã cũng chẳng định đi đường vòng mà đổi luôn điểm đích, lại còn chọn một con đường hay uốn lượn nữa. Đi tắm 15 phút nữa, nhìn qua gương chiếu hậu, mặt gấu đen xa sắm vốn dĩ mặt gã đã đen, nay sâm mặt trông càng rõ ràng hơn. Viêm thác lựa lời nhưng trong lòng đã hiểu được ít nhiều, có người bám đôi à? Gấu đen bảo anh nhìn vào gương nếu là bình thường tôi sẽ không để ý nhưng chiếc xe này từng bị xe phía sau chửi nên tôi mới có ấn tượng tôi nhớ là sau đó nó còn đối làn sai quy định vượt lên chiếc xe tôi mà sao bây giờ vẫn còn lừng thưởng ở đằng sau không thể nào trùng hợp mãi được trước đó đã đi cùng đường sau khi đổi đường cũng vẫn cùng luôn cùng đường hoài thành quen hả viêm thác ngẫm nghĩ có khi nào bọn họ bám theo em không em từng bị bọn răng cửa bắt bọn chúng biết mặt em Gấu đen cảm thấy không giống lắm, không đâu, bọn họ gặp tôi trước. Thế này đi, viêm thác. Gã chỉ vào một địa điểm trên màn hình GPS, tôi nhờ vùng này tương đối vắng vẻ, có nhiều bụi cỏ lau, thôn xóm xung quanh đều chuyển đi cả. Chúng ta biểu hiện tự nhiên vào, giả vờ không biết là có người bám đuôi để xác định xem bọn họ nhâm vào ai đã. Tôi sẽ thả cậu xuống đây rồi lái tiếp một đoạn, chúng ta giữ liên lạc với nhau nếu chiếc xe này đi theo tôi thì tôi gửi địa chỉ của a bằng cho cậu để cậu tự đi còn bọn chúng không đuổi theo tôi mà nhắm vào cậu thì tôi quay lại dù sao vùng đó vắng vẻ dễ làm việc cậu có mang súng không nếu không có thì tôi có này viêm thác thấm thở dài đang ngồi xe yên lành lại phải làm việc anh gật đầu em có mang ta cứ làm vậy đi phía trước là một bụi cỏ lau khả xác sơ Trời lạnh nhưng còn chưa đủ lạnh nên mặt ao không đóng băng hoàn toàn mà chỉ lơ lửng vài tảng băng mông. xa hơn chút nữa là mấy căn nhà rách nát, trông rách mỗi nơi một ít và chẳng theo quy tắc gì cả hiển nhiên những căn nhà ấy đã bị bỏ hoang nên đa số nóc nhà đều đã sụp xuống. Màn đêm sắp bao trùm hết thảy, chỉ giữ lại một đường sáng biểu hiện cho việc ngày đêm giao thoa ở chỗ chân trời. Càng lúc anh đau càng thấy không ổn, cũng nói thẳng với hình thâm lái xe theo dõi ở trong thành phố thì tương đối dễ dàng vì nhiều xe nhiều đường nhiều hẻm cũng nhiều người nên dễ ẩn núp chủ xuống chỗ nông thôn này thì có khác nào bắt chây cho người hói đầu anh ta cũng nghi ngờ đối phương đã phát hiện cách tốt nhất lúc này là vượt vèo qua để tránh xung đột và không để lộ thân phận nhưng anh ta và hình thâm đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này chị hoa đã chết cha quê lại mất tích đội ba người đến đầu khi nam ba cũng mất liên lạc Tính ra bọn họ đã có 5 người không rõ sống chết, chẳng dễ gì gặp được người của đối phương, có thể tóm được ai hay người nấy, cũng tốt hơn là không có gì trong tay. Anh đau hàng giọng, anh thâm, làm sao giờ? Không thể bám theo đến tận cuối được, nhờ đối phương đã phát hiện và đang dụ bọn họ đến hang ổ rồi tóm gọn thì nguy. Hình thâm hỏi, xung quanh thế nào? Anh đau, trời tối rối, xung quanh không có ai chỉ toàn cỏ lau với mấy căn nhà hoang. Anh thâm, anh không định, do nắm đấm đấy chứ. Anh ta cảm thấy nếu đánh nhau chưa chắc phe mình đã thẳng được vì người nhá chó có cái mùi tinh danh nhưng không giỏi đánh đầm, thành thử chỉ có mình anh ta đánh. Mà một trọi hai nếu đối phương là người bình thường thì còn đỡ, nhưng tên tài xế kia cao to như cây cột, anh ta cảm thấy một trọi một mình cũng không thẳng được. Hình thâm nói, anh sợ à, chúng ta còn có châu châu cơ mà. Anh đào rè rặt, anh thâm, hay tôi nói với chú Tường một câu xem có ai ở gần đây không nhé thì có thêm người chi viện cũng đỡ được phần nào. Nhờ chúng ta thua trên đời không có chuyện thẳng chắc, hình thâm đồng ý, anh xem rồi làm đi. Nói rồi anh ta cúi xuống, đặt tay lên gây châu châu và nói thầm gì đó với nó. Anh Đao gửi định vị trước rồi mới gửi tin nhắn thoại kể rõ tình hình cho Tường Bách Xuyên, đồng thời anh ta tăng tốc đuổi theo chiếc xe phía trước. Vừa gửi tin nhắn xong, anh ta đã phát hiện phía trước có biến, chiếc xe đó đã dừng lại ven đường, thả viêm thắc xuống. Anh ta vội bảo với hình thâm, tên viêm thắc kia xuống xe rồi, trông có vẻ là định tách ra. Chúng ta, tóm đứa nào? Hình thâm, còn chia đứa này đứa kia cái gì? Giữ tất lại. Anh đào nhấn mạnh chân ga sông lên quay nghiêng thân xe trần trước đường đi của chiếc Grand Cherokee trước khi nó kịp khởi động. Bầu trời tối quá nhanh, như chỉ mới một thoáng mà bốn bề đã chỉ còn những miếng băng mỏng dính trên cỏ lau là còn hơi sáng. Hai chiếc xe không bật đèn tựa như hai con thủ hung hãn căng mình trong bóng đêm im ắng. Gấu đèn đâu có ngờ được kế hoạch của mình còn chưa kịp thực hiện, đối phương đã chặn đường trắng trơn. Đảm ngu xuẩn, tường bố mày ăn có à? Mới đầu gà thấy nực cười, sau đó mới nổi sùng lên, ngói im trong xe nói với viêm thác đang đứng bên cửa, viêm thác, cậu đi trước đi nơi này cứ để tôi viêm thác đáp lại anh gấu chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ đi gấu đen nói có cậu ở đây chỉ thêm vướng thôi tôi có gây tay gãy chân cũng chẳng sao nhưng cậu đâu có vậy nhờ thiếu bộ phận nào chị lâm lại mắng tôi mau lên lát nữa tôi bật đèn là cậu phải nhân lúc bọn chúng tròi mất để chuồn đi lát nữa chúng ta lại gặp viêm thác không đòi ở lại nữa chỉ nhắc nhớ một câu anh gấu cố gắng nhẹ tay nhé. Cùng lúc ấy trong xe anh đao, tường Bách Xuyên gọi điện thoại tới, anh ta lập tức mở loa ngoài. Giọng tường Bách Xuyên vừa nhỏ vừa vội, hình thâm, đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước khi tìm hiểu được tình hình của đối phương, tuyệt đối không được làm gì. Còn chưa nói dứt lời, tiếng động cơ của chiếc xe đôi diện bỗng vang lên. Đèn xe trói trang khiến người ta không sao mở mắt nổi. Còn chưa kịp nghĩ gì, anh đào đã nghe tiếng bịch, xe của đối phương đâm thẳng vào lưng xe anh ta. Nhưng chưa hết, chiếc Grand Cherokee mở hết tốc lực tựa như một chiếc xe nâng đang cố gắng đẩy xe anh đao vào trong bụi cỏ gần đó. Tưởng Bách Xuyên kêu lên, hình thâm, thẳng đao, thân xe lắc lư, điện thoại đã rơi xuống dưới ghế và chẳng ai dành để đáp lại ông ta. Anh đào nghiến răng cố gắng cho xe chảy nhưng một là xe của anh ta không lớn như Grand Cherokee hai là chẳng rõ sau cú va chạm vừa rồi xe đã bị hỏng ở đâu mà chỉ nghe tiếng bánh xe chạy chứ không thể di chuyển được. Anh đào cám thấy cả người nóng bức, sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Rồi anh ta nghe hình thâm nói, đừng hoảng hốt, chúng ta yêu thế trước, để cho anh ta kiêu ngạo. Miền Bắc trời tối sớm mà một khi tôi, nhiệt độ sẽ giảm ngay. Nếu còn có gió thì quả thật trò cũng chỉ muốn nằm trong ổ chứ không muốn ra ngoài mở hộp cơm vừa giao tới, nhấp cửu la lấy ra một hộp kim ở bên trong. Đây là thư cô nhờ anh giao hàng mua hộ trong lúc giao đồ ăn. Một hộp kim đầy ắp, sáng chói, phát ra tiếng rào rào. Thời buổi này số người biết may và ngày càng ít, có khi vài năm nữa kim khâu sẽ trở thành món đồ lỗi thời. Nhếp cửu la mở hộp lấy một cây kim. Cô cầm kim bằng tay phải rồi cúi đầu nhìn tay trái như đang nghĩ xem nên đâm vào đâu cho thích hợp. Cuối cùng cô nhìn ra nơi khác, đâm bừa bằng cảm giác vào bên dưới ngón tay cái. Đến lúc lại cúi đầu xuống nhìn, chỗ bị đâm đã thấm ra một giọt máu nhỏ. Đủ dùng là được, nhiếp cửu la bôi máu đáy kim, bỏ ngón tay vào miệng hút một lát rồi rút con dao găm mình mang tới ra, mài vào đuôi kim như đang mài dao. Sau khi mài một lúc, cô dơ kim lên nhìn. Viêm thắc hỏi cô có cách nào lên lút mà lại có thể khiến răng chó ngủ được lâu hơn không? Có, chính là cây kim này. Ngày mai là mùng 8, rất có thể sẽ phải đổi địa điểm nên tốt nhất là giao nó cho viêm thắc vào đêm nay. Cô đặt kim lên bản, cầm điện thoại lên mở áp đọc xong là cháy. Hiện nay trong danh sách bạn bè của cô đã có hai người, một là bên kia, hai là vai phụ. Đang định bấm vào vai phụ, điện thoại bỗng rung lên và có hai tin nhắn của bên kia nhây ra. Cô bấm mở tin nhân được gửi trước. Đó là một ảnh chụp màn hình vị trí trên bản đồ. Phần ở giữa được khoanh đỏ nên cô nhìn là nhớ ngay tên địa điểm. Tiếp đó cô nhìn ra bản đồ, nơi ấy cách thành phố một đoạn nhưng không xa lắm, đi xe mất tầm một tiếng. Mở tiếp tin nhắn thứ hai. Nhếp nhỉ, hình thâm gặp phải đối phương ở nơi này. Hiện tại đã mất liên lạc, cháu ở gần, nhất định phải đến nhanh. Tin nhắn thứ ba lại tới. Khẩn cấp ưu tiên bảo vệ hình thâm. Nhếp cửu la vứt điện thoại xuống, đứng dậy xô những món tay vào trong tóc rối buộc tóc lên. Đến lúc cô lên sân khấu rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 40. Bùm, xe của anh Đào bị chiếc Grand Cherokee đấy vào ao nước sau bụi cỏ lau. May mắn thay ao nước ở nông thôn thường nóng, vị trí chiếc xe rơi xuống lại gần bờ nên độ sâu chỉ chứng một mét trước khi chạm nước anh Đao và hình thâm đã mở một bên cửa xe, nhân thế xe lật để nhảy xuống nước. Ngay lúc chạm mặt nước, hình thâm đã lặng lẽ đẩy nhẹ vào lưng châu châu, nó có vóc người nhỏ, dễ dàng lên vào trong bụi lau gần đó khi tiếng nước vang lên, nên chỉ để lại một ngợn sóng nhạt đến độ nếu không để ý sẽ tưởng là do cá bơi qua trên mặt hồ tối tăm. Gấu đèn ngói trong xe, nhìn chiếc xe của đối phương ngã nghiêng trong nước và hai người trông có vẻ rất chật vật rơi từ trên xe xuống bọn họ đang cẩn thận nằm ghé vào thân xe để lấy đó làm chỗ ẩn núp trong khe để đồ của ô tô có súng nhưng gấu đen không định lấy nó ra có lẽ là thiên tình khiến gã không quả thích dùng súng ông trời cho gã một vóc dáng vạm vỡ hàm răng như đúc bằng sắt và sức lực hơn hẳn người thường là để gã cần xẻ và đấm nát hết thay sùng ưa sau một tiếng bùm mọi thứ đều kết thúc, không có máu tươi điểm suyết, không có tiếng xương gãy đệm nhạc, chẳng có gì thú vị cả. Gà mở cửa, bước xuống xe nói vọng vào ao nước, lên đi, trong nước không lạnh à. Anh đào định đi ra nhưng bị hình thâm ngăn lại để tôi, anh xem tình hình mà hành động. Bám vào cửa kinh xe để đứng thẳng người dậy, anh ta bước lên phía trước. Thấy kẻ đi ra là một tên có học và bộ dạng mò mẫm của anh ta, gấu đen hơi nghi hoặc nhưng cũng không dám chắc đó là một tên mù người anh em trời tôi đeo kính dâm làm gì hình thâm giơ tay tháo kính dâm xuống ánh đèn xe đổ sáng nhưng dù sao đối phương cũng đứng ở dưới nước sau lưng tối om nên gấu đen chẳng nhìn rõ được gà xoài vừa bước về phía trước thầm nghĩ bụng mà ơi đó đúng là một tên mù mắt của người bình thường luôn là tròng trắng và tròng đen rõ ràng có cận nặng thì trong mắt cũng hơi có thần. Nhưng con mắt của tên này thì không, nó không chỉ không có tí thần nào mà còn có một lớp màng mông màu nâu nhạt bao phủ hết cả tròng trắng và gần như chiếm cả tròng đen. Một tên mù, mù thì không thể nào lái xe bám theo mình được. Lòng cảnh giác của gấu đen đã vơi đi hơn nửa, còn bảo anh đao đang giấu mình ở sau xe, người anh em, anh bảo tên mù này ra đây để làm gì? Anh mọc rễ trong nước luôn rồi hả? còn định đợi tôi mới nữa à? Gà mất kiên nhẫn, xài bước xuống ao. Hình thâm giơ tay chặn gà lại nhưng gấu đen đâu coi anh ta ra gì. Phải nhẹ tay đẩy anh ta ra rồi tiếp tục đi tới chỗ anh đao. Hình thâm quát lên, châu châu, cần anh ta. Di, còn một đứa tên châu châu mai phục ở bên Á. Gấu đen giật mình, ngoảnh lại theo phản xả. Bụi lau gần đó khẽ lắc lư nhưng rồi cũng chẳng có thứ gì nhau ra hình thâm và anh đao đều sửng sốt đáng ra lúc này châu châu phải nhây ra cắn xé cào cấu tên này dù là cào trúng đầu hay cần vào tay chỉ cần nó làm anh ta chảy máu là xong chuyện châu châu đâu bị thứ gì ngăn cản ư nhưng với suy nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội anh đao chẳng đoái hoài tới châu châu nữa mà hét lên rồi xông ra ôm lấy hai chân gấu đen dùng hết sức mình đấy về phía trước Gấu đen to cao lại thêm đứng trong nước, vốn không vững nên đã ngã dầm xuống nước. Anh Đào không trông thấy nhưng con mắt của Hình Thâm lại nhìn rõ mọi thứ khi trời tối hơn cả ban ngày. Anh ta có thể trông thấy cái bóng nhạt hơn đám cỏ lau xung quanh tượng trưng cho Châu Châu đang nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng, muốn xông ra mà lại sợ bóng sợ gió. Nhưng anh ta cũng không lo được quá nhiều bởi anh Đào và gấu đen đã đánh nhau rồi. Thấy gấu đen ngã xuống nước, Hình Thâm hét lên anh đao, giữ chặt lấy. Vừa nói anh ta vừa nhào tới ăn dầu gấu đen đang định nhô ra khói mặt nước xuống, đồng thời lại quát lên, châu châu. Gấu đen vùng vẫy điên cuồng dưới đai áo chẳng khác nào một con cá sấu nổi điên. Anh đao còn đỡ bởi 90kg rè trên đùi gấu đen chẳng khác nào một quả cân thịt không thể đạp ra nổi nhưng hình thâm thì không được vậy. So về sức lực anh ta vốn đã không chiếm ưu thế, huống chỉ hai tay gấu đen vẫn còn tự do đầu gà lắc lia lịa gần như có thể khiến người hình thâm cũng lắc trái lắc phải theo. Đồng thời, gã còn đâm loạn lên trên làm hình thâm ăn một củ, lồng ngực đau nhức, mất, đen xỉ và buộc phải buông tay. Giải cứu được cái đầu, gấu đen phấn chấn lắm nhưng quả cân thịt trên đùi thì gã bỏ tay thật sự. Cuối cùng gấu đen chống tay xuống đai áo, xoay người cảm thấy sắp không giữ được nữa. Anh đao quýnh lên, đâm ngay lưỡi lê mang theo người vào lưng gấu đen phía bên kia hình thâm cũng tỉnh táo lại, tiếp tục ấn đầu gấu đen đang nhấp nhô trong nước xuống. Dưới nước bắt đầu xuất hiện bọt khí, hình thâm thở hồn hến nhưng vẫn không dám buông tay. Anh đào cảm thấy thật khó tin bởi cái cơ thể vừa rồi còn điên cuồng nay đã dần lặng xuống. Cán lưỡi lê bông nóng bỏng tay khiến anh ta rụt vội tay về như bị điện giật. Nương theo ánh đèn xe trên bờ, anh đào trông thấy mặt nước trước mặt đã dẫn loang ra một thứ chất lỏng xệt mùi máu tươi. Hình thâm cũng trông thấy, thử anh ta trông thấy là màu sắc, một thứ màu càng lúc càng đậm hơn trong nước. Anh ta thả tay ra. Người vừa chết sẽ không nổi trên mặt nước nên cơ thể nặng nề đó dần chìm xuống. Anh đào dùng mình, lảo đảo lùi lại phía sau, ngã ngôi bên thân xe, anh. Anh thâm, tôi giết người ư. Hình thâm đứng dậy đi lên bờ với cơ thể nặng nề ướt sùng, vốn dĩ anh ta chỉ định đánh mất thôi, Ngờ đâu cái ranh giới giữa sống và chết lại mỏng manh đến vậy. Chỉ vài giây thôi anh ta đã không còn sống nữa. Lúc này Châu Châu mới đi tới, dường như nó cũng biết mình phạm lỗi nên cứ sợ hãi, rụt rè, liên tục nhìn quanh mặt ao. Hình thâm tức giận quát lên, mày làm sao thế? Châu Châu hoảng sợ nhảy về phía sau, quan sát một lúc mới nơm nớp đi ra. Hình thâm bồng hỏi, cái tên viêm thắc kia đâu? Anh đào sửng sốt, trận đánh vừa rồi xảy ra quá đột nhiên sau đó anh ta lại mãi đánh nhau nên đã quên luôn cả viêm thác anh ta bước lên trước vài bước nhìn ra xung quanh ban đầu anh ta xuống xe sau đó đèn xe sáng lên anh ta biến mất tâm có lẽ chưa đi xa đâu hình thâm nói tôi dẫn châu châu đi tìm ở xung quanh anh liên hệ với chú tưởng trước chỉ vào vùng nước dưới ao anh ta nói tiếp nơi này phải dọn ngay nhờ bị ai nhìn thấy thì nói được nửa câu, hình thâm trợt sừng sốt vì nhìn thấy một bóng đen trồng lên bóng sáng của anh đao. Hình dạng của bóng đen ấy tương tự với anh đao nhưng kích cỡ lớn hơn hẳn, tựa như có một tia sáng chiếu tới làm cái bóng của anh đao in trên bức tường phía sau. Nhưng đây là ao nước, làm gì có bức tường nào? Anh Đao cũng đã phát hiện vấn đề, sau lưng có tiếng nước chảy tí tách, không phải tiếng ào ào của một thứ đột nhiên lao ra khói nước, mà là tiếng tỉ tách của những giọt nước trên người nhỏ xuống mặt ao. Anh ta ngoảnh phát lại. Không kịp nữa rồi. Hình thâm trông thấy bóng đen kia giơ hai nắm tay lên đập vào đâu anh đao như đang cầm hai cây búa đồng thời gỡ vào giữa. Anh ta nghe được một âm thanh kỳ lạ. Trong tầm mắt anh ta, đầu anh đao bị đè bẹp giữa năm tay khổng lồ, gần như không thể nhận ra hình dạng vốn có. Đầu hình thâm như muốn nổ tung theo nằm đầm ấy. Ngay sau đó, anh ta co càng chạy. Tựa như một con chó nhạy bén, châu châu lập tức đuổi theo, trong lúc chạy, hai chiếc giày trẻ em không quá vừa chân của nó rơi mất. Còn cơ thể anh đao thì đứng lặng một hồi mây ngã rầm xuống nước làm bắn lên những bọt nước trắng tình. Gấu đen chống một tay vào chiếc xe, tay còn lại mở ra sau lưng rút mạnh lưỡi lẽ kia ra. Thứ này có ba rãnh, mỗi khi chọc vào sẽ tạo thành một lỗ thủng hình tam giác, đúng là rất ghê gớm. Nhưng hai tên ngu này tưởng có thể hạ gục gà bằng vết thương còn con đó ư. Giả vờ chết thôi. Gấu đen ném lưỡi lê đi, xài bước lên bờ. Chạy được hơn 10 mét, hình thâm chợt thấy ánh sáng bừng lên ở sau lưng. Tiếp đó là tiếng động cơ xe nên vội vàng ngoảnh lại. Anh ta thấy được giữa luồng sáng nọ có hai vùng sáng nhất. Ấy là đèn pha, hệt như một cặp mắt đang rình dập con mối. Chiếc xe chạy thẳng về phía anh ta. Viêm thác không có bỏ đi mà giả vờ đi một đoạn xa theo sự sắp xếp của gấu đen rồi lặng lẽ quay trở lại. Điều này cũng nhất quản với điệu bộ trước giờ của anh, ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực tế là âm thầm quan sát. Rất nhiều bí mật và chỉ tiết anh có được là nhờ cách thu thập thông tin này anh và Lâm Linh tựa như con kiến truyền nhà, khuân vác những mảnh vụn bí mật mà bọn Lâm hỉ nhu lơ đãng làm rơi về tổ để rồi xẻ mảnh, phân tích chúng trong ảnh đèn đêm. Khi anh quay trở lại đã bỏ lỡ mất đoạn đầu, lại thêm khoảng cách khá xa, bị vướng cỏ lau nên chỉ thấy được hình thâm đứng ở trên bờ đột nhiên bỏ chạy còn gấu đen ở trong ao thì nến hai nắm đấm vào hai bên tay anh đao. Nhìn cảnh tượng ấy, viêm thác thấy buồn nôn như thể đầu mình cũng đang trong tình huống tương tự, xương sỏ của con người là nơi cứng nhất trong cơ thể nhưng chỗ rìa xương, hay còn được gọi là huyệt thái dương tức là điểm tụ của mấy mảnh lại là nơi yếu ớt nhất. Nếu cú đấm của gấu đen đánh trúng huyệt thái dương thì anh đau chắc chắn sẽ chết, mà nếu không trúng thì những ngày tháng sau này của anh ta. Cùng đáng lo ngại, thân là người có học trong mắt gấu đen, được giáo dục tử tế, anh không sao thích ứng nổi với chuyện lấy mạng người này. Và lại anh còn có cảm giác thân thiết với kẻ địch của đám lâm hỉ nhu có thể là do kẻ thù của kẻ thù là bạn. Đây cũng là lý do vì sao khi trước anh bị bọn răng cửa đối xử như cha tấn mà vẫn không thù ghét gì bọn họ. Đang suy nghĩ, tiếng động cơ xe đã vang lên. Xe gấu đen đang lao thẳng tới chỗ người chạy trốn. Lâm Linh đánh giá gấu đen là nóng tỉnh, độc ác. Chẳng phải câu nói ngoa con người gấu đen một khi bị chọc giận là tỉnh con lấn át tỉnh người. Người bình thường nếu từng bị mắng trong chuyện chị Hoa thì sẽ không phạm phải sai lầm ở chỗ cha quê nữa nhưng gấu đen thì không. Chỉ cần gã nóng tỉnh lên là sẽ phạm tiếp lần ba, lần bốn. Nhân lúc xe đi xa, Viêm thác chạy vụt ra khói bụi lau, nhẹ nhàng nhảy xuống ao. Nương theo ảnh đèn mờ mịt của đồng hồ đo trên chiếc xe rơi trong ao. Anh có thể thấy được mặt anh đao chìm hẳn trong nước, gáy ngửa lên trời. Cơ thể dần chìm xuống và cảnh tay thỉnh thoảng lại co giật. Viêm thác luồn tay xuống dưới người anh ta, mượn sức nổi của nước để nhẹ nhàng xoay người anh ta lại cho mùi miệng hướng lên trên rồi kéo người lên bờ. Sau khi sở thứ thấy anh đao còn thở, Viêm Thác không dám làm gì nữa. Dù sao anh cũng không phải nhân viên cứu hộ. Vết thương ở đâu không nên xử lý bừa bãi. Cách đó không xa, tiếng xe vẫn vang vọng như con ruồi điên. Trong một thoảng tình cờ, Viêm Thác trông thấy trên bờ có hai chiếc giày trẻ con. Còn có cả trẻ con à? Viêm Thác bước tới nhặt một chiếc lên xem, rồi thò cả tay vào trong giày. Giày rất mới, không thể là rác bị vứt ở đây được. Mà bên trong giày cũng còn hơi ẩm chắc chắn là mới làm rơi không lâu. Anh hít sâu một hơi, má ơi, còn có trẻ con. Lúc này nhìn chiếc xe đang chạy bỗng dưng dừng lại như con thủ dữ đang nuốt chừng con mồi của gâu đen, anh càng cảm thấy ghê sợ. Viêm thác cúi người bước nhanh về bên ấy trong sự che đậy của cỏ lau. Khi còn cách tầm 10 mét, anh trông thấy hình thâm lăn khói bánh xe trong gang tắc rồi vọt dậy chạy vội tới chỗ căn nhà đất bỏ hoang ở phía ngược lại người khi đánh gân nhưng dù vậy vẫn cứ nguy hiểm xe quá cổng cành không linh hoạt được bằng con gấu đen phấn khích vô cùng liên tục cười to mắng lớn trong xe trong con mắt gã bắt sống đối phương đã không còn quan trọng nữa gã quay đầu xe ánh đèn xe bám chặt vào bóng dáng đối phương mà trong ảnh đèn chớp lóe viêm thác nhận thấy có một đứa bé mặc chiếc áo hốt đi xanh vàng vụt qua lòng bàn tay anh đổ mồ hôi khiến thân súng cũng ướt súng anh không thể cứu người một cách công khai và lại gấu đen là kẻ hung hãn nhất dưới quyền lâm hỷ nhu có thêm anh vào cũng không phải đối thủ của gã trong tình thế cấp bách viêm thác nảy ra một ý tưởng anh bước rời khói nơi này xác định khoảng cách hai bên đã đủ xa thì ngồi xuống che ống nghe điện thoại lại rồi gọi cho gấu đen thấy hình thâm lẫn vào trong căn nhà đất sụp một nửa gấu đen cười khẩy đang định tăng tốc xông lên hất phăng cả người lẫn nhà thì chiếc điện thoại dưới mông gã bồng vang lên mò lên xe mới rõ người gọi tới là viêm thác Thằng nhài này biết rõ mình đang bận không lý nào lại gọi tới đúng lúc nào gấu đen tiện tay bấm nghe tin hiệu của đầu dây bên kia có vẻ không tốt lắm cứ đứt quãng xen lẫn tiếng gió tiếng viêm thác rất vội và kèm với tiếng thở dốc thở không ra hơi, anh. Anh gấu, em gặp, gặp chuyện. Má, chuyện gì vậy, gấu đen đạp phanh xe. Suy nghĩ đầu tiên của gã là mẹ thắng này ăn hại thể, một mình bố mày căn hai đứa, mở đường cho mày đi mà mày còn có thể gặp chuyện được. Tốn công chị Lâm nuôi mày. Sau đó gã bổng ngỡ ra, đây là trong kế có kể, điệu hổ ly sơ là. Để hai đứa cân mình còn mục đích thật sự là ở viêm thác. Tháo nào mình đã bảo rồi mà, sao lại để một tên mù ra chặn đường mình? Đối mặt với quân địch, phải dùng não. Gấu đen vội hỏi, cậu đi hướng nào? Viêm thác, đông, hướng đông. Nói tới đây, anh cúp luôn điện thoại để giả như đang vội vã, để tránh phức tạp, còn tất máy luôn. Sau đó anh mới nhẹ nhàng đấy đám cỏ lau ra, quan sát tình hình bên kia. Đúng như anh dự đoán, chỉ lát sau chiếc Grand Cherokee đã quay đầu chạy vội về phía đông. Viêm thác thở dài một hơi, ngồi phịch xuống đất. Cùng lắm thì lát nữa anh làm mình lấm lem, chảy chật một tí để khi gặp lại gấu đen sẽ bảo đúng là anh bị tấn công nhưng sau đó đã tự giải quyết và thành công chạy thoát rồi. Hình thâm cũng không rõ vì sao chiếc xe ấy ban đầu còn như điên dại, sau đó lại đột nhiên quay đi. Anh ta chỉ nhớ mình có nghe thấy tiếng chuông điện thoại đi vòng ra khói căn nhà đất tìm anh ta vẫn đập thình thịch trong một thời gian ngắn tần suất tim đập không thể giảm ngay được nên anh ta chỉ có thể há miệng thở châu châu cũng chạy tới cả người ướt sũng hình thâm nhìn xung quanh đây chính là điểm tốt của con mắt này ban ngày anh ta có thể là một người mù yếu ớt nhưng tối đến khi không còn ảnh đèn mọi người đều trở thành người mù thì anh ta lại không phải anh ta nhìn thấy trong bóng tối âm u có một mảng cỏ lau khẽ đông đưa đổi một góc khác anh ta thấy chiếc ao rộng lớn mặt ao thoáng hiện ánh sáng lại chuyển sang nơi khác anh ta nhìn thấy trong bụi cỏ lau thưa thớt ở chỗ trùng phía xa có một bóng người màu trắng đứng dậy có người à tìm hình thâm xiết lại rồi anh ta chợt nhớ tới câu mình từng hỏi anh đau khi trước tên viêm thắc kia dâu không thể là người bình thường đi ngang qua được bởi nếu trông thấy những gì xảy ra vừa rồi họ đã chạy mất dép muốn hóng chuyện cũng không thể hỏng trong tình huống này anh ta gọi khẽ châu châu người tới rồi châu châu được dạy dỗ rất kỹ càng người tới rồi nghĩa là nó không được để người ta trông thấy mặt mũi mình nhận thấy mù đội đầu đã rơi nó giơ tay túm mù lên rồi cẩn thận giấu chân vào ống quần tay cũng rụt lại Viêm thác không có ý định ở đây lâu vì anh còn có việc phải làm. Cục diện rồi dám này cứ để lại cho kẻ đã chạy thoát kia xử lý đi. Anh quay người đi về phía đông, trên đường đi còn tìm một vùng bùn bôi lên vạt áo, lên chân, cùng bé mấy cành cỏ lau cỏ mạnh chỗ cuống gây lên má và chán. Lát nữa tìm được nơi thích hợp, anh lại lăn trên đó một vòng để đầu tóc dính ít bụi đất là xong. Mới đi được một đoạn đã nghe tiếng sột soạt sau lưng, anh ngoảnh đầu lại thì không thấy tiếng đó nữa. Những nơi hoang vu thế này không thể sành được với thành phố lớn bởi ban đêm ở đây tối hơn nhiều và để tránh đối phương phát hiện, điện thoại cũng đã tắt nguồn nên viêm thác đều sờ soạn tìm đường trong bóng đêm. Anh thật sự nhìn không rõ mọi thứ xung quanh. Không đúng lắm, anh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước về phía trước. Tiếng động kia lại tới nữa, nó sột xà sột soạt. Anh nắm chặt thân súng, quát lên, ai dây? phía xa xa, hình thâm xác nhận, đúng là giọng của viêm thác. Anh ta chưa thấy mặt viêm thác nhưng khi tra tấn anh, tưởng Bách Xuyên đã để lại không ít video người mù rất nhạy bén với âm thanh nên dù cách xa anh ta vẫn có thể nghe rõ. Không tìm nhấm người, anh ta giơ hai ngón tay đến bên môi, khẽ huyết một tiếng nhỏ. Tiếng huyết sáo này rất đặc biệt, nghe chẳng khác nào tiếng gió nên khi đi kèm tiếng gió tay người khó có thể phân biệt được viêm thác mất kiên nhẫn mở điện thoại lên định bật đèn pin ngay lúc màn hình vừa sáng lên anh đã nghe tiếng khóc nì non của trẻ con vang ra từ trong bụi cỏ lau chú ơi phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn